Thì hôm nay Vân đến với các anh chị một cái chủ đề mà sẽ giúp cho các anh chị y giống như là cái tiêu đề trên cái hình banner đó, chính là gì ạ? Làm sao để giúp cho các anh chị những cái bí quyết tạo ra những cái doanh số bền vững ha, tạo ra những cái doanh số bền vững. Vậy thì đây chính là một cái bản đồ tư duy sẽ giúp cho các anh chị làm sao biết được cái quy trình chăm sóc khách hàng đỉnh cao. Và đây nó được góp nhặt từ cái việc đó là mình đúc kết được trong xuyên suốt hơn 3 năm mình bán hàng và mình chăm sóc khách hàng. Cũng không khoe gì với các anh chị luôn là hiện tại thì Vân có những cái khách hàng họ mua khoảng tầm 100 triệu hay là vài trăm triệu là có các anh chị. Có nha. Và họ đang đồng hành với Vân cho đến bây giờ luôn các anh chị. Từ năm 2020 cho tới bây giờ họ vẫn đang đồng hành. Họ vẫn đang mua hàng và vẫn đang sử dụng sản phẩm của mình các anh chị. Và có những cái khách hàng họ đã trở thành đối tác của Vân và đang cộng tác cùng với Vân luôn các anh chị. Ok ha. Đây. Vậy thì bây giờ mình sẽ đi đến cái yếu tố đầu tiên. Tại sao chúng ta phải làm cái việc chăm sóc khách hàng? Theo các anh chị, bây giờ mình sẽ quay lại một chút xíu, mình tới xem màn hình chút xíu. Là theo các anh chị, vì sao chúng ta phải chăm sóc khách hàng? Chúng ta hãy cho Vân một cái cụm từ hay là một cái suy nghĩ của các anh chị, và các anh chị hãy giúp dùm Vân là mình comment vào cái phương chắc. Vì sao chúng ta lại phải chăm sóc khách hàng? Vì sao? Vì sao chúng ta lại làm việc đó? Chúng ta làm cái việc đó, chúng ta được gì các anh chị? Chúng ta hãy comment vào phương chắc với mình Vân nha. Tại sao chúng ta lại phải chăm sóc khách hàng? Để giữ mối quan hệ và kết nối với khách hàng. Khi mà chúng ta chăm sóc khách hàng, đó chính là một cái khâu mà không thể thiếu khi mà chúng ta đi bán hàng các anh chị. Nếu chúng ta là một cái người bán hàng thì cái việc chăm sóc khách hàng nó không bao giờ được thiếu các anh chị. Nó giống như là một kim chỉ nam. Nếu như mà chúng ta không chăm sóc khách hàng tốt thì khách hàng sẽ rời bỏ mình đi. Khách hàng sẽ không bao giờ cho mình cái cơ hội để mà chăm sóc họ một lần nào nữa các anh chị. Và duy nhất chỉ một lần. Chúng ta có muốn cái điều đó xảy ra không ạ? Họ đến một lần rồi họ đi mất tiêu các anh chị. Đúng không ạ? Chúng ta có mong muốn không? Không có một người nào bán hàng mà sẽ mong muốn cái điều đó các anh chị. Và cái việc mà chăm sóc khách hàng nó có rất nhiều lợi ích. Từ những cái việc đó là gì các anh chị? Các anh chị sẽ tạo ra được những cái doanh số bền vững. Và cái điều mà gọi đơn giản nhất đó chính là gì? Nếu như mà chúng ta lựa chọn với một khách hàng cũ, chúng ta chăm sóc họ với chăm sóc một khách hàng mới, thì theo các anh chị, cái nào nó dễ hơn ạ? Chăm sóc khách nào dễ hơn các anh chị? Có phải là chăm sóc khách hàng cũ dễ hơn đúng không? Vì họ đã mua hàng rồi, họ đã dùng hàng rồi. Mình chỉ có việc đó là gì ạ? Trò chuyện với họ. Mình không cần phải là làm thân, cũng không phải dò thêm nhiều, không phải cần phải là gì dò thăm dò cái nhu cầu của họ nhiều. Và mình đã biết được một số những cái thông tin của khách hàng đó. Cho nên là cái việc chăm sóc khách hàng nó còn nhiều lắm. Một chút xíu cái phần sau Vân sẽ phân tích cho các anh chị nè. Nhưng mà với Vân các anh chị, cái việc chăm sóc khách hàng nó chính là một sứ mệnh của các anh chị. Nó chính là một sứ mệnh. Và đây chính là một cái mục tiêu của Vân luôn các anh chị. Khi mà mình đi chăm sóc khách hàng, mình xem nó giống là một sứ mệnh, chứ nó không phải là một công việc mà bắt buộc mình làm. Là công việc mà mình sẽ làm với tâm thế. Với tâm thế là gì ạ các anh chị? Mình sẵn sàng mình làm điều đó. Mình sẵn sàng mình sẽ bất chấp để mình đi làm cái việc đó các anh chị. Vì khi mà các anh chị bắt đầu mình chăm sóc những cái khách hàng thì chúng ta sẽ dần giống như chúng ta cho đi các anh chị. Cho đi rất nhiều những cái kiến thức, cho đi những cái mà đôi khi các anh chị nó chỉ là những cái việc nhỏ, từ cái việc ví dụ như là chăm sóc da, quy trình chăm sóc da, quy trình sử dụng sản phẩm. Nhưng mà đôi khi những cái việc nhỏ đó giúp cho họ sử dụng sản phẩm đạt được hiệu quả. Thì từ đó lên là họ sẽ lại tăng lên cái sự tin tưởng cho mình. Và khi mà tăng cái sự tin tưởng thì họ tiếp tục tái tiêu dùng. Cho nên là khi mà Vân nói đến cái việc chăm sóc, đó chính là mình xem là một sứ mệnh của mình. Một cái sứ mệnh mà giống như là khi các anh chị nghe đến cái từ sứ mệnh rất là thiêng liêng đúng không ạ? Nó sẽ giống như là một việc mà mình sẽ không phải là
phải giao cho mình, hay là phải hướng dẫn mình, phải là bắt buộc mình, hay là phải gọi là đưa cái việc đó và đưa xuống để mà cho mình phụ trách các anh chị. Mà đó chính là việc hiển nhiên, hiển nhiên chúng ta phải làm các anh chị. Và đó chính là mục tiêu, có nghĩa là mục tiêu của một cái người đi bán hàng cần phải làm được và hoàn thiện được cái điều đó. Ha các anh chị ha. Các anh chị hãy nhớ nè, đó chính là cái việc mà các anh chị cần phải hướng tới. Và bản thân Vân hay là hơn 300 thành viên ngồi đây, chúng ta hãy hướng đến cái điều đó nha các anh chị. Và khi các anh chị xem nó là sứ mệnh, nó chính là mục tiêu, thì các anh chị sẽ làm trong cái việc hào hứng, chứ không phải làm trong cái việc đó là áp lực và mệt mỏi. Ha các anh chị ha. Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi sâu hơn một chút xíu này. Những cái điều mà chúng ta đạt được khi chúng ta chăm sóc khách hàng, đó chính là gì? À, hồi nãy Vân vừa nói đúng không ạ? Bây giờ mình sẽ phân tích sâu này. Khi mà chúng ta chăm sóc khách hàng tốt, thì những cái khách hàng này họ bắt đầu tái tiêu dùng lần thứ nhất, tái tiêu dùng lần thứ hai, tái tiêu dùng lần thứ ba, thì họ sẽ trở thành là khách hàng trung thành của mình. Với một khách hàng trung thành thì chúng ta sẽ gì ạ? Có doanh số bền vững, đúng không? Cứ mỗi tháng là khách hàng đó mua cho mình một đơn hàng 1 triệu, 2 triệu, cứ là gì ạ? Không cần biết, cứ mình sẽ chăm sóc, mình cho đi những cái điều mà mình xem là sứ mệnh, thì bắt đầu khách hàng họ nhận được rồi thì họ sẽ bắt đầu trao lại cho mình. Và cứ mỗi tháng đều đặn họ mua cho mình 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, một đơn hàng, hai đơn hàng, hoặc là họ có nhu cầu gì đó, họ sẽ hỏi các anh chị là em ơi, em có sản phẩm này không? Em có sản phẩm kia không? Chị đang cần sản phẩm đó. Rõ ràng là đúng không ạ? Doanh số của mình sẽ luôn được bền vững và sẽ có doanh số đến từ những cái khách hàng trung thành này. Hoặc là gì? Chúng ta sẽ dễ dàng giới thiệu những cái sản phẩm mới của mình. Ví dụ như là Vân có cái chị khách hàng rất là VIP ha, ở bên Bình Tân, là cứ có sản phẩm mới, chị ơi, bên em có sản phẩm này mới về. À, sản phẩm này mới về nè chị. À, bên em vừa mới về cái máy này. Cái máy là gì em? À, cái máy đó là cái máy gọi là hỗ trợ về rửa mặt. Ừ, vậy hả? Bao nhiêu tiền? Gửi cho chị một cái đi. Các anh chị thấy thích không ạ? Giữa với khách hàng mà họ là những khách hàng trung thành rồi, các anh chị sẽ nói như thế để các anh chị chốt đơn. Với một cái khách hàng mà gì ạ? Mới hoàn toàn, chúng ta phải gì ạ? À, chào hỏi, làm thân, kết nối với họ, làm bạn với họ. Sau đó chúng ta mới bắt đầu giới thiệu sản phẩm. Mà giới thiệu sản phẩm xong chưa biết là có mua hay không. Nó sẽ tăng lên được cái gì các anh chị? Nó sẽ tăng lên được cái sự uy tín của mình đối với khách hàng. À, cho nên là các anh chị biết không ạ? Khi mà mình chăm sóc tốt đến cái khâu mà họ trở thành khách hàng trung thành và khách hàng trọn đời của mình, lợi thế vô cùng đó chính là cái hầu bao của mình lúc nào nó cũng sẽ ổn định, nó cũng sẽ ổn định. À, không biết là các anh chị đã nắm được cái 7 bước thành công chưa? Và trong 7 bước thành công nó có một cái bước, đó là cái bước thứ 5 các anh chị. Thứ 5, tạo ra 20 khách hàng trung thành. Các anh chị hãy nhẩm tính với dùm Vân này. Nếu như chúng ta có 20 khách hàng trung thành và mỗi một khách hàng trung thành mang đến cho các anh chị 1 triệu, thì rõ ràng các anh chị hãy làm một cái bài toán đi. Một khách hàng 1 triệu, 20 khách hàng trung thành là 20 triệu. Chúng ta sẽ có hoa hồng là gì ạ? 30 đến 45%. Vân cho trung bình là 40%. À, sơ sơ là một tháng chúng ta có được 8 triệu từ hoa hồng. Hoa hồng từ những cái khách hàng trung thành này. Vậy thì chúng ta hãy làm sao làm tốt cái khâu này để mà chúng ta được cái gạch đầu dòng đầu tiên, cái ý đầu tiên. À, ý thứ hai nè các anh chị. Tại sao đó là kênh quảng cáo miễn phí? Kênh quảng cáo miễn phí là như thế nào? Có phải là họ trở thành khách hàng trung thành rồi, thì họ đi đâu họ cũng dùng sản phẩm. Họ đi đến những cái người thân của họ, họ đi đến bạn bè của họ. Họ chính là cái kênh quảng cáo cho các anh chị. Vì sao? Họ sẽ khoe là à, tôi dùng cái sản phẩm này nè, tốt nè. À, ví dụ như là bây giờ là Vân làm một cái việc gì hay đúng không? Vân sẽ luôn chia sẻ cho đội nhớ. Ví dụ giờ Vân nói là à, Thủ Thu ơi, chị làm cái này nó hay lắm nè, em làm đi. Ai chị dùng cái sản phẩm này tốt nè, em dùng cho con em đi. Có phải là họ chính là cái kênh quảng cáo cho mình không các chị? Hoặc là họ cũng chính là cái kênh review cho mình luôn. À, vì sao ạ? À? Vì khi mà mình trò chuyện với họ, mình chăm sóc họ, để mình hỏi họ sử dụng sản phẩm như thế nào, sản phẩm đạt được hiệu quả ra sao với họ, giúp cho họ cải thiện được gì, thì bắt đầu họ feedback về cho mình.
là sản phẩm đó chị dùng chị thấy đỡ cái này, chị đỡ cái kia, hôm nay chị ngủ ngon hơn, hôm nay da của chị đẹp hơn, chị thấy là da của chị nó sáng hơn, đúng không ạ? Thì đó chính là cái review của mình đó các anh chị. Những cái review đó giống như là Vân nhớ, như Vân thấy là hình như trong team của Vân hôm nay có một bạn đó là bạn review về cái xăm, khi mà mẹ của bạn sử dụng sản phẩm xăm thì bắt đầu là khỏe hơn, và khách hàng họ lấy cái review đó gửi cho khách hàng và khách hàng họ đặt hai hộp xăm các anh chị. Họ chính là cái kênh giới thiệu nhiều khách hàng cho mình các anh chị, và review những cái feedback cho mình, những cái feedback chuẩn và những feedback xịn nhất luôn các anh chị ha. Nên là các anh chị hãy nhớ là gì, phải chăm sóc tốt lên, phải chăm sóc họ kỹ lên các anh chị, thật là kỹ lên các anh chị ha. Rồi thứ ba, ý thứ ba đây là gì? Giảm thiểu phàn nàn khiếu nại các anh chị. Trong bán hàng nếu như chúng ta không có những cái vấn đề thì chắc chắn không phải là bán hàng các anh chị ha. Chắc chắn một điều, khi chúng ta đi bán hàng thì không nhiều thì cũng ít, chúng ta sẽ gặp những cái sự cố trong bán hàng các anh chị. Ví dụ là gì? Lỡ mình bán con robot nó có vấn đề gì đó, đúng không ạ? Con robot nó có trục trặc, con robot nó về lỡ tự nhiên cua ra cái nó chạy được vài ngày nó không chạy, rồi sao ạ? Cái nồi chiên không dầu tự nhiên nó đang xài ngon lành, cái hôm nay cái nướng con gà không được, hay là dạ hấp con không được, nướng mà được hấp không được. Vậy thì bắt đầu họ quay qua gì, nếu như là một khách hàng cũ, khách hàng mới, họ chưa có sự tin tưởng và chưa có chế độ chăm sóc kỹ. Vân nói luôn là nếu là một khách hàng mới mà chúng ta chăm sóc kỹ thì chúng ta cũng sẽ giảm được cái sự phàn nàn của họ, cái khiếu nại của họ luôn. Vì sao các anh chị? Vân tự tin với các anh chị luôn, Vân nói với các anh chị một điều, đó là nếu như mà các anh chị chăm sóc và hướng dẫn kỹ cho những cái khách hàng mới á, họ khi họ gặp sự cố về một cái sản phẩm thì họ cũng sẽ nghe mình các anh chị, họ cũng sẽ lắng nghe mình. Vì sao? Mình hướng dẫn cho họ rất kỹ, mình cho họ cái dịch vụ, mình hướng dẫn từng ly từng tí cho họ, mình chỉ cho họ từ A cho đến Z luôn. Thì nếu như họ gặp vấn đề đó, họ cũng không có la ầm ĩ lên là em ơi tại sao dùng không được, sao mà em nói là dùng cái này nhưng mà chị dùng hoài là dùng không được. Nhưng mà họ sẽ nhẹ nhàng với mình khi mình đã cho họ nhiều cái chế độ chăm sóc kỹ một chút xíu. Thường thì với một khách hàng mới, Vân sẽ chăm sóc kỹ hơn là những cái khách hàng cũ nha các anh chị. Thường như vậy các anh chị. Tại vì cái đầu tiên nó sẽ cực kỳ lạ, nó sẽ đánh dấu là nó gây ấn tượng với khách hàng. Cho nên là các anh chị đừng nghĩ với một khách hàng mới mình sẽ không cần phải chăm sóc, mà là mình phải chăm sóc kỹ hơn nữa các anh chị. Thì lúc này họ có vấn đề xảy ra, họ có sự cố xảy ra, cái kem chống nắng đó, em sao chị xịt hoài nó không ra. Vậy hả chị, không sao, chị diễn tả lại giúp giùm em. Không thôi chị chụp lại giúp giùm em xem để em xử lý. Còn không thì em sẽ nhờ công ty đổi trả lại cho chị cái sản phẩm khác. Thì lúc này họ sẽ dịu dàng các anh chị, họ sẽ dễ dàng đón nhận những cái giải pháp của mình đưa ra cho họ để giải quyết vấn đề của họ các anh chị. Thay vì là các anh chị không chăm sóc, các anh chị không hướng dẫn họ sử dụng, thì bắt đầu họ sử dụng lên da của họ có vấn đề gì các anh chị, thì rất là kinh khủng đúng không ạ? Và các khách hàng cũ cũng như thế, khách hàng họ đã sử dụng và mình chăm sóc kỹ lần thứ nhất, thì những cái lần thứ hai, lần thứ ba và lần thứ n họ gặp sự cố thì họ cũng sẽ im, giống như là họ cũng sẽ dễ dàng cho các anh chị cái cơ hội để các anh chị đưa những cái phương án giúp cho họ giải quyết những cái vấn đề đó các anh chị ha. Rồi đến cái phần ý thứ tư, đó là giảm chi phí đầu tư. Chúng ta sẽ thấy là gì ạ? Tại sao lại giảm chi phí đầu tư các anh chị? Ở đây nè các anh chị nhìn đi, cái thứ hai đó là kênh quảng cáo đúng không ạ? Khi mà chúng ta được giới thiệu những cái khách hàng mới, chúng ta được giới thiệu những cái khách hàng khác đó các anh chị, thì lúc này chúng ta có cần phải mất nhiều thời gian và chi phí để đi tìm những cái khách hàng mới không các anh chị? Đỡ hơn đúng không ạ? Thay vì chúng ta phải chăm chúng ta đi tìm 20 khách hàng cho ra cho mình ra 20 khách hàng trung thành. Vậy thì chúng ta chỉ cần làm tốt 10 người thôi các anh chị. Và 10 người đó có thể giới thiệu, mỗi người giới thiệu cho các anh chị một khách hàng thôi. Và các anh chị cũng làm y hệt với cái người đó. Giống như là mô hình của mình là mô hình sao chép mà các anh chị. Mình chăm sóc cái người thứ nhất như thế nào thì chúng ta sẽ chăm sóc cái người thứ hai như thế các anh chị. Không có gì gọi là khác. Cũng không có phải là
chúng ta phải là gì, lúc nào cũng phải linh hoạt, chúng ta phải đổi kiểu này, chúng ta phải đổi kiểu kia. Mà chúng ta chăm sóc người người thứ nhất tốt làm sao thì hãy cho những cái người thứ hai, người thứ ba, người thứ tư và người thứ 20 của mình dịch vụ y hệt như thế các anh chị ha. Từ đó các anh chị, chúng ta có phải tốn nhiều chi phí để đi kiếm data không ạ? Kiếm khách hàng không ạ? Chúng ta có phải mất thời gian để đi tìm kiếm khách hàng không các anh chị? Không. Với Vân các anh chị, khi mà Vân thời gian đầu á, Vân làm với lại Robby thời thời còn Bsay á, Vân chỉ lấy data khoảng tầm 3 tháng thôi các anh chị. Và mình chăm sóc những cái khách hàng, mình lập ra một cái bảng để mình chăm sóc những cái khách hàng đó các anh chị. Và mình tạo ra được những cái khách hàng tiếp theo. Vân sẽ nhờ là giới thiệu như thế nào. Một chút xíu nữa cái phần ở sau quy trình Vân sẽ chỉ cho các anh chị từng ly từng tí luôn ha các anh chị ha. Nên là các anh chị chịu khó mình đi đến cuối cái phần đó. Rồi, thứ ý cuối cùng mà chúng ta sẽ đạt được khi chúng ta làm tốt cái khâu chăm sóc khách hàng, đó chính là gì? Gia tăng những khách hàng tiềm năng các anh chị. Tại sao chúng ta lại gia tăng những khách hàng tiềm năng? Vân kể cho các anh chị một cái câu chuyện, đó là gì ạ? À, Vân có một cái chị khách đó. Khi mà chị mua cái bộ, chị nhờ Vân tư vấn cái bộ làm đẹp. Thì khi mà Vân tư vấn xong thì chị mới nói là cái bộ của mình nó cao quá. Cao quá các anh chị. Thì lúc này nè các anh chị, theo như các anh chị thì các anh chị sẽ như thế nào ạ? À, mình cũng sẽ quạo đúng không ạ? Trời ơi, mình tư vấn rất là nhiều luôn các anh chị. Và chị nói là à bây giờ chi phí nó cao quá em ơi. Bây giờ chị muốn dùng cái bộ thấp hơn. À, mình thấp hơn các anh chị. Nhưng mà Vân nói luôn, là Vân nói luôn, nếu như bây giờ chị dùng cái bộ đó thấp hơn cũng được. Ok, nếu như chị thật sự chị muốn dùng, em vẫn sẽ chia sẻ cho chị dùng. Nhưng em cũng sẽ nói trước luôn là với da của chị như thế này, chị dùng như thế này, cái bộ này nó rẻ hơn một chút xíu, nhưng nó sẽ không có đảm bảo được là da của chị nó cải thiện như thế nào. Nó sẽ cải thiện tốt, tại vì da của chị đang ở chế độ lão hóa. Và da của chị nó đã lão hóa nhiều rồi, nó gặp vấn đề rất là nhiều. Nên chị dùng cái bộ này thì thật sự luôn là cái độ áp phê vô cái da của chị nó sẽ không đủ. Cái hàm lượng nó cũng sẽ không đủ. Thì bây giờ chị lựa chọn, ok em vẫn sẽ chăm sóc chị, nhưng em cần phải báo trước cho chị cái điều đó, để tránh cái tình trạng là gì ạ? Khi chị sử dụng rồi và da của chị nó không cải thiện nhiều thì chị quay lại chị trách em. Và lúc đó em cũng mang tiếng. Một là chị có thể một là chị có thể không dùng, hoặc là chị dùng cái bộ mà chị đang mong muốn em chị đề cập với em. Hai đó chính là chị hãy cố gắng nhỉnh thêm một chút xíu tiền nữa. Vân phân tích ra cái bài toán con số đó là bao nhiêu các anh chị. Rồi lúc này nè các anh chị, Vân nói nếu như chị sử dụng cái này, em sẽ hỗ trợ cho chị bước này, bước một là gì, buổi sáng làm gì, bước hai làm gì, bước ba làm gì, buổi tối làm gì. Rồi sau trong một cái tuần đó chị sẽ chăm sóc da của chị theo cái quy trình của em, từ cái việc xong da như thế nào. Thì sau 2 tuần em đảm bảo là da của chị nó sẽ cải thiện. Vân cho những cái giá trị đó các anh chị. Thì cái lúc này nè các anh chị, những cái chị khách hàng đó các anh chị biết không ạ? Cuối cùng là quyết định dùng cái bộ cao hơn. Quyết định dùng cái bộ cao hơn. Chúng ta qua đó chúng ta thấy được cái gì các anh chị? Khách hàng họ sẽ lựa chọn cái dịch vụ mà các anh chị mang đến cho họ tốt nhất các anh chị. Chúng ta sẽ cho họ cái giải pháp mà giải quyết được nhu cầu của họ. Và Vân sẽ đánh bật lên cái điều đó. Và nó cũng chính là cái tâm của Vân luôn nha các anh chị. Đó chính là phong cách của mình. Có nghĩa là Vân sẽ không vì lợi nhuận của mình. Vân nói thẳng với khách hàng luôn. Không phải là em bán hàng để em chỉ có việc thu về lợi nhuận thôi. Mà việc của em bán hàng ở đây là em vẫn sẽ đạt được cái mong muốn của em. Và bên cạnh đó, khách hàng phải đạt được cái mong muốn của họ. Đó mới là yếu tố quan trọng. Chứ bây giờ em vẫn cố chấp bán cho chị, nhưng chị đã không đạt được hiệu quả, thì quay ra cái việc đầu tiên đó em chính là người mất uy tín. Cho nên là không vì cái lợi nhuận mà em có mà em chỉ chăm chăm vào cái việc bán hàng. Thì khi mà Vân nói như thế đó các anh chị, khách hàng họ cảm thấy là gì? Họ sẽ có được những cái dịch vụ và cái chế độ chăm sóc của cái người tư vấn, mặc dù Vân chưa chốt đơn các anh chị, nhưng họ sẽ luôn ấn tượng với mình cái điều đó. Và những cái khách hàng mà gọi là tiềm năng sẽ quay về với mình các anh chị. Dù họ có đi đâu đi chăng nữa, nhưng họ sẽ luôn ấn tượng với mình. Họ sẽ luôn nhớ về mình.
Vì sao các anh chị? Mình cho họ dịch vụ tốt quá mà. Bây giờ Vân không đặt cái việc đó là à, chị sẽ mua sản phẩm của Vân đi thì Vân mới chăm sóc. Nhưng mà có những khách hàng họ được tư vấn xong rồi không mua các anh chị, Vân vẫn chăm sóc họ vài tháng sau, thậm chí luôn là 3 tháng, nửa năm và một năm sau họ sẽ quay lại họ mua hàng các anh chị. Hoàn toàn có nha các anh chị. Và cái lúc đó đó các anh chị, họ đi sử dụng những cái sản phẩm nát bét hết làn da, quay lại Vân vẫn chấp nhận, Vân hỗ trợ cho họ các anh chị, phục hồi da cho họ. Và mình nói luôn, chị ơi, da của chị đi như thế này nó nát hết, bây giờ chị chấp nhận chị quay lại với em thì em sẽ giúp chị, nhưng phải cần thời gian để phục hồi, vì hồi trước giờ chị phá da của chị mà, chứ đâu phải là chị đang giải quyết đâu. Nhưng em nói mà chị không tin, không tin những gì em nói, và bây giờ đó là hậu quả là chị đang nói. Nhưng mà em sẽ giúp chị, nhưng có điều kiện là phải kiên trì thì em mới làm được. Thì các anh chị thấy rõ ràng không ạ? Mình cho họ những cái dịch vụ, cho nên là gì, họ có đi đâu đi chăng nữa thì họ cũng sẽ quay về với mình, họ cũng sẽ gì ạ, trung thành với mình các anh chị. Đó chính là nhờ cái chế độ chăm sóc khách hàng của mình, nó cực kỳ rất là quan trọng các anh chị ha. Các anh chị đừng có hời hợt với cái khâu chăm sóc này, nó chiếm tỷ lệ là gì ạ, giúp cho các anh chị tạo ra được cái doanh số bền vững và giữ chân được khách hàng rất rất là cao ha. Vâng, cho cái khâu chăm sóc các anh chị nó phải trên là trên 50% ha các anh chị ha. Rồi ok, mình thấy rõ ràng chưa ạ? Vậy thì cái chăm sóc nó đã giúp cho mình đạt được những cái điều đó rồi à, thì mình cần phải gì các anh chị? Mình cần phải làm cho mình trở thành một cái người mà gọi là chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp. Vậy thì để mà mình có được cái sự chuẩn chỉnh đó thì đây chính là bốn cái yếu tố mà Vân muốn các anh chị mình sẽ nắm rõ. Mình hãy nốt lại thật kỹ và mình hãy gì ạ? Mình hãy hoàn thiện bản thân mình mỗi ngày các anh chị. Các anh chị nhớ từ đầu Vân có chia sẻ với các anh chị đó là gì ạ? Vân đâu phải là người kinh chuyên về bán hàng đâu các anh chị. Nói thật với các anh chị, cái lần đầu tiên mà Vân bóc máy lên Vân gọi các anh chị, mình rất là run các anh chị. Mình chẳng biết quy trình chăm sóc như thế nào, mình chẳng biết là mình phải chăm sóc cái người A, người B, khách hàng đó từ những cái bước gì, họ mua hàng xong rồi mình phải chăm sóc làm sao. Nhưng mà gì các anh chị, mình cũng được học giống như các anh chị, mình cũng được chia sẻ giống như các anh chị. Thì ngày hôm nay Vân chia sẻ cho các anh chị bốn cái tố chất nếu như chúng ta muốn trở thành một cái người chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp và chúng ta giữ được nhiều chân của khách hàng, thì hãy làm tốt cái bốn cái yếu tố này nha các anh chị. Giữ chân khách hàng nha các anh chị, không phải là đi dạo này Vân thấy ở trên mạng có rất nhiều cái hình đó là vui các anh chị, đó là gì, giữ chân khách hàng là gì, ôm chân khách hàng lại ha các anh chị ha. Mình hãy giữ được cái lòng tin của khách hàng ở lại, đó chính là giữ chân khách hàng các anh chị. Rồi vậy thì cái yếu tố đầu tiên nè, Vân muốn các anh chị mình nắm đây nè, mình nắm cái yếu tố đầu tiên giúp giùm Vân, đó chính là các anh chị chuyên gia, cái sự chuyên nghiệp các anh chị. Cái sự chuyên gia của chúng ta, từ chuyên gia ở đây, chuyên nghiệp ở đây đó chính là gì? Thực ra nó chỉ là kiến thức thôi, nó chỉ là kiến thức thôi. Thì kiến thức này nó có học được không các anh chị? Hoàn toàn là được. Từ những cái kiến thức về sản phẩm, những cái kỹ năng về những cái vấn đề như là gì ạ, những cái chuyên môn, chúng ta có học được không? Được. Chúng ta chịu khó, chúng ta học đi, chúng ta trau dồi liên tục đi các anh chị. Nó có thể nâng cao được kỹ năng cho các anh chị, nó sẽ giúp cho các anh chị ngày càng giỏi hơn. Giống như Vân đây chính là một cái hình mẫu điển hình cho các anh chị. Hồi xưa biết gì về da, làm gì biết về chế độ và chăm sóc cho làn da, làm sao biết được là chăm sóc da nó có ba quy trình, đó là bảo vệ, làm sạch, xong rồi dưỡng và bảo vệ các anh chị. Còn da nào mà có vấn đề, có những cái bệnh lý như là mụn hay là nám thì chúng ta sẽ có thêm một bước đó là gì ạ? Đặt chỉ. Làm gì Vân biết cái điều đó các anh chị? Mình không có biết. Nhưng rồi gì ạ? Mình muốn trở thành cái người chuyên gia, những cái người mà có chuyên môn giỏi thì mình phải đi học. Mình sẽ phải học, mình phải trau dồi, mình phải học và học các anh chị. Thì bắt đầu là gì các anh chị? Khi mà mình biết được cái điều đó thì mình sẽ nói với khách hàng, và khi mà khách hàng nghe xong rồi các anh chị, có những khách hàng vui lắm các anh chị. Có nghĩa là khi mà Vân nói thì họ chưa cần kể về vấn đề của họ, ví dụ như là họ bị vấn đề như là họ sử dụng kem chống nắng hóa học đi ha, thì lúc này các anh chị da của họ đổ nhờn ra, tại vì nó bít tắc lỗ chân lông,
thì khi lúc đó cái da của họ sẽ phải tiết ra cái gì, những cái lượng bản lượng lượng những cái lượng một dạng như nó sẽ phải tiết ra mồ hôi để mà cấp ẩm cho cái làn da của mình. Da của mình, cơ thể của mình nó cực kỳ thông minh, thật sự luôn, là cơ thể của mình nó cực kỳ thông minh luôn. À thì lúc này cái da nó bị đổ nhờn các anh chị, và nó cảm thấy rất là dày, nó rất là nặng trên cái làn da đó. Thì khi mà Vân diễn tả như thế là đúng rồi em, đúng rồi đó, chị bị như thế đấy, các anh chị thấy không ạ? Khi mà mình chỉ cần nói ra và các khách hàng họ nghe cái điều đó mình nói nó đúng diễn tả với họ á, thì lúc này họ mới cảm thấy là gì, à cái bạn này nói rất là đúng này, đúng cái trường hợp mình bị luôn, mặc dù là mình chưa nói. Giống như chúng ta hay đi gì ạ, chúng ta hay đi xem bói đúng không ạ? À, chúng ta sẽ nghe thầy bói nói là à bị cái này bị cái kia đúng không ạ? À thật ra thì nó có hết trên cái những cái cuốn sách hết cả nhà các anh chị ha. Nó có, thì chúng ta sẽ thấy được là gì? Chúng ta chỉ cần học thôi các anh, chúng ta chỉ cần học thôi để mà chúng ta sẽ có được những cái kiến thức đó. Từ đó nó sẽ giúp cho chúng ta tăng được những cái sự chuyên nghiệp lên. À, chúng ta trở thành một cái người có những cái kinh nghiệm. Và Vân cũng được học qua những cái khách hàng của mình. Chính những cái khách hàng của mình cũng cho mình những cái kiến thức, cho mình những cái kinh nghiệm luôn các anh chị. Có những cái trường hợp khách hàng của Vân đó là họ sử dụng xong họ chia sẻ lại. Thì lúc đó là mình wow, mình chưa biết các anh chị. Tại vì da của Vân nó được cái là nó được cực kỳ khỏe. Nhưng khi mà Vân dùng sản phẩm thì nó không có những cái biểu thị đó. À, nhưng mà khách hàng họ sử dụng lên thì bắt đầu họ sẽ nói. Ví dụ họ sử dụng vitamin C đi, họ sử dụng vitamin C đi ha, thì bắt đầu họ nói là nếu như mà những cái người mà da yếu, da mỏng thì họ sẽ có những cái biểu hiện đó là chăm chích cái làn da của mình. À lúc này họ diễn tả là cho mình, à thì ra là như vậy. Thì nếu như mà lần sau mình có những cái khách hàng như thế thì mình sẽ diễn tả lại cho họ và mình giúp cho họ né đi cái điều đó các anh chị, đúng không ạ? Rõ ràng là sao ạ? Cái lần đầu tiên mình không biết, nhưng mà không sao hết các anh chị, mình sẽ tiếp nhận những cái thông tin đó, mình sẽ dùng để mình chăm sóc cho những cái khách hàng tiếp theo. Có phải là mình cũng vừa học được một bài học đúng không ạ? Mình học một bài học từ chính các khách hàng của mình đó các anh chị. À thì nó cũng lại giúp cho mình tăng được cái kỹ năng, những cái kiến thức của mình và sự chuyên nghiệp của mình nó được tăng lên, được tăng dần lên các anh chị. Rồi sau đó các anh chị cần phải có một yếu tố này, đó là chính là niềm tin. Cái niềm tin đó, Vân nói thật với các anh chị luôn đó, để nói mà một cái chủ đề mà nói 2-3 tiếng hay nói một ngày nó cũng không đủ để nói đâu các anh chị. Và cái niềm tin này các anh chị nó cực kỳ rất là gì ạ, à nó hỗ trợ con người của mình, cái sự tự tin của mình và những cái sắc thái của mình, những cái độ tự tin của mình nó rất là gì ạ, cần thiết trong cái việc của chúng ta chăm sóc khách hàng. Ví dụ như bây giờ Vân chia sẻ cho các anh chị mình nói, à các anh chị ơi, các anh chị phải có niềm tin nha, các anh chị phải tin bản thân, các anh chị tin sản phẩm, các anh chị phải tin vào công ty nha. Các anh chị nghe nó có hào hứng không ạ? Các anh chị có tin được không? Các anh chị nghe vậy các anh chị có tin được không? Chúng ta không có một chút xíu nào gọi là năng lượng để tin đúng không ạ? Và đôi khi các anh chị đã có niềm tin với Vân rồi, nhưng mà các anh chị nghe Vân đào tạo hay nghe Vân nói như thế, chưa chắc là các anh chị sẽ vào Zoom lần thứ hai, đúng không ạ? Chứ nói chi là lần thứ N, đúng không? Cho nên là các anh chị, cái niềm tin là các anh chị, khi chúng ta đến với khách hàng, cái niềm tin nó cũng sẽ quyết định gọi là rất là cao khi mà họ sẽ lựa chọn đi lâu dài với mình hay không. Thì cái niềm tin ở đây chúng ta cần phải cho khách hàng thấy được, đó chính là gì? Không cần phải đến khách hàng đâu, mà bản thân chúng ta cũng phải cho chúng ta có được những cái niềm tin này. Đó chính là niềm tin về bản thân của các anh chị. Giống như là các anh chị làm một cái việc gì đó, hoặc là các anh chị chưa có tư vấn cho cái khách hàng đó, nhưng mà các anh chị không tin là mình sẽ làm được. Và cuối cùng là gì? Kết quả là các anh chị cũng không làm được. Tại vì các anh chị không tin bản thân mình mà. Vậy thì khi mà mình không tin mình thì mình đừng kêu người khác tin mình, thì chứng tỏ là khách hàng không tin mình thôi. Và khi mà mình không có niềm tin thì cái những cái gì mình chia sẻ ra nó không có độ chắc chắn các anh chị. Khi mà các anh chị nghe Vân nói, các anh chị có thấy được cái sự chắc chắn trong những cái lời nói của Vân không ạ các anh chị? Tại vì Vân tin vào cái năng lực của mình, Vân tin vào những cái điều Vân làm nó sẽ là được các anh chị.
và Vân tin vào bản thân của mình nói những cái gì đó, những cái điều đó mình trao cho những cái cho một ai đó đều là những cái sự thật, đều là những cái gì mình biết, thì cái niềm tin đó nó sẽ rất là mãnh liệt. Và mình tin vào chính bản thân mình, giống như là cái gì các anh chị mình nấu một cái món ăn mà mình nghĩ là mình sẽ nấu cái món ăn đó là mình sẽ bắt đầu mình muốn là nấu cái món đó, nhưng mình chưa nấu là mình nói là ôi, không biết là mình có nấu được không, hay là mình sợ mình không nấu được. Đó chính là cái rào cản của chúng ta, mà cái rào cản đó nó làm cho mình mất đi những cái những cái tố chất, những cái tố chất của một cái người bán hàng. Mà cái niềm tin rất là quan trọng. Sau khi mình tin vào bản thân mình rồi các anh chị, thì mình tiếp tục mình cho cơ hội đó là mình tin vào chính sản phẩm của mình, chính vào sản phẩm của mình. Tại vì cái lúc này nè các anh chị, nếu như các anh chị mà không tin vào sản phẩm và các anh chị đi tư vấn cho khách hàng, các anh chị chốt được đơn rồi và khách hàng họ sử dụng, họ mới vừa sử dụng lên cái họ bị vấn đề này, họ bị vấn đề kia, thì lúc này các anh chị lại quản lên à, đúng không ạ? Chúng ta không tin vào sản phẩm của mình thì làm sao mà kêu khách hàng tin vào sản phẩm khi họ đang gặp đúng sự cố luôn, đúng không? Vậy thì bây giờ tự nhiên là khách hàng họ dùng cái vitamin C lên, họ bị châm chích là không biết có bị kích ứng hay không. Thì cái việc đầu tiên đó là mình phải tin là sản phẩm của tôi là không có vấn đề gì hết. Sản phẩm của tôi là một sản phẩm nó rất là uy tín. Vì sao? Lòng vào ở đây đó chính là niềm tin của công ty. Có phải là công ty của mình khi mà đưa những cái sản phẩm vào kệ hàng là luôn luôn có những cái khâu kiểm duyệt rất là chặt chẽ, đúng không ạ? Và không phải là sản phẩm nào anh muốn vào đây là anh sẽ được vào. Anh chưa chắc là anh gọi là sản phẩm của anh gọi là anh là công ty lớn mà anh sẽ được vào. Nếu như chất lượng của anh không đảm bảo thì chưa chắc các anh chị được vào, đúng không ạ? Cho nên là gì các anh chị, cái sản phẩm của mình phải hoàn toàn tin nó. Mình nghe khách hàng sử dụng, vấn đề cái bắt đầu là ồ chết rồi, mình đi quay về mình nói với mentor của mình, mình đi về mình phản ảnh với công ty của mình, sản phẩm đó bị cái này, sản phẩm đó bị cái kia, mà trong khi rất là nhiều người sử dụng bình thường. Vậy thì cái việc đó là gì? Mình hãy tin vào sản phẩm và mình bình tĩnh để mình xử lý. Đó chính là mình hỏi khách hàng thử coi là khách hàng sử dụng như thế nào, da khách hàng có vấn đề gì không, sử dụng có đúng hay không. Rồi lúc đó chúng ta hãy suy xét các anh chị. Chúng ta hãy suy xét ha các anh chị ha. Và Vân chưa thấy cái sản phẩm nào trên kệ hàng của Robby nó bị vấn đề hết các anh chị. Bản thân Vân là sử dụng rất nhiều sản phẩm của kệ hàng Robby. Và những cái thời gian đầu Vân cũng sẽ có những cái trường hợp mà Vân chia sẻ với các anh chị luôn. Đó gì ạ? Lúc đó là mình chưa có niềm tin với sản phẩm. Nhưng mà từ từ dần dần rồi bắt đầu mình thấy được, mình được học, mình được đào tạo, mình thấy rõ ràng đúng không? Cái lúc mà mình ví dụ như là Vân vừa rồi thì Vân có mua một cái con robot các anh chị. Có mua một con robot cho ông anh. Thì bắt đầu các anh chị biết không ạ? Sao mà cài app mà quét mã nó hoài không được các anh chị? Mình nói là vô lý. Không thể nào mà cái con robot này mà mình bị vấn đề mà quét. Thì các anh chị biết không ạ? Cuối cùng mới phát hiện ra là cái gì các anh chị? Đó chính là mình hồi xưa khi mà Vân mua năm 2021 á, là năm 2020 chứ các anh chị, là mua con robot cái đời đầu luôn, thì sử dụng một cái app mới và những cái con robot mới thời sau này cái model mới đó các anh chị, thì lại dùng cái app mới nữa các anh chị. Anh xã Vân không biết, anh xã Vân đè cái app cũ, tải cái app cũ về và cứ quét cái mã vạch hoài nó không ra các anh chị. Mình nói là lạ nha, chắc chắn phải có cái gì đó sai. Nếu như mà các anh chị không tin vào sản phẩm thì lúc này các anh chị sẽ cuốn lên và các anh chị nói là chắc sản phẩm bị lỗi rồi. Cái mã này, sản phẩm này nó không phải rồi, nó không đúng rồi. Nhưng mà Vân rất là bình tĩnh nha các anh chị. Vân liên hệ với bên công ty và cuối cùng là chưa cần công ty hỗ trợ nữa thì Vân mới nói là cầm một cái cuốn sách hướng dẫn lên. Lúc này Vân mới nói là anh xã Vân là coi trong cái cuốn sách hướng dẫn xem. Thì lúc mà mở ra thì mới phát hiện đó là gì các anh chị. Mình tải app sai, mình dùng cái app sai các anh chị. Và sau đó là giải quyết được vấn đề. Thấy không ạ các anh chị? Chắc chắn một điều là gì ạ? Lúc này chúng ta phải bình tĩnh để chúng ta xử lý. Và Vân luôn tin là cái con robot nó không có vấn đề gì hết các anh chị. Cái sản phẩm của mình không có vấn đề gì hết. Lỡ mà nó có vấn đề đi chăng nữa thì chắc chắn một điều là nó gặp trục trặc ở đâu đó, chứ không phải là sản phẩm của mình nó không chất lượng ha. Sản phẩm của mình nó là hàng dởm,
sản phẩm của mình luôn được kiểm duyệt và Vân tin vào công ty. Công ty cũng chính là một nơi mà Vân đã đồng hành hơn 3 năm rồi các anh chị. Có thể là trong Zoom của chúng ta có những anh chị chỉ mới tham gia vào Robby một thời gian ngắn thôi. Nhưng mà Vân tự tin đối với các anh chị luôn là gì? Cái sự lựa chọn và cái sự nỗ lực của Vân, cái sự đồng hành và kiên trì của Vân hơn 3 năm nay, nó hoàn toàn là xứng đáng. Vì sao các anh chị? Qua một cái sự việc vừa rồi đúng không ạ? Một cái nhãn hàng, một cái BDB mà công ty vì bảo vệ quyền lợi cho hệ thống đại lý, công ty chấp nhận là dạ thiệt thòi để mà bảo vệ quyền lợi của đại lý, để làm sao chuẩn chỉnh được những cái văn hóa của Robby các anh chị, và sẵn sàng loại đi những cái BDB mà đang có kết quả rất tốt tại Robby các anh chị. Chứng tỏ rằng là gì ạ các anh chị? Cái niềm tin mình đặt vào công ty á, nó rất là đúng các anh chị. Họ không vì cái lợi ích của họ, công ty không vì lợi ích của công ty mà bỏ đi cái sự trung thành của những cái anh chị đối tác các anh chị. Qua đó các anh chị thấy không ạ? Đó chính là cái niềm tin mình đang có tại Robby, hoàn toàn là rất là dễ phù hợp các anh chị. Những cái niềm tin mà mình trao chọn cho công ty á, nó không có gì sai hết các anh chị. Thì khi mà mình có niềm tin này rồi, mình có một vấn đề gì chăng nữa, ví dụ nha, bây giờ mà công ty, những cái người khác mà nói là công ty là lừa đảo hay cái gì đó, thì Vân hoàn toàn vẫn tin công ty các anh chị, vẫn tin công ty các anh chị ha. Rồi cái yếu tố thứ ba đó chính là gì các anh chị, mà một cái người chăm sóc khách hàng cần phải có, đó là gì? Tâm lý, và phải luôn có trách nhiệm. Tâm lý ở đây là gì các anh chị? Không phải lúc nào mình cũng sẽ nịnh hót khách hàng nha các anh chị. Vân không làm được cái điều đó đâu các anh chị. Tuyệt đối là Vân không làm được cái điều đó. Nói thật với các anh chị luôn, mình không làm được cái chuyện đó các anh chị. Vân thì rất là thẳng tính nha. Nhưng mà gì ạ? Mình cũng có cái sự tâm lý, đó chính là quan tâm đến khách hàng và lắng nghe khách hàng. Khi mà khách hàng họ phản ánh một cái sự việc nào đó, giống như là vừa rồi Vân có một chị khách hàng đó cực kỳ khó tính luôn các anh chị. Coi như là dạng như là kiểu là có những cái khó mà khó vô lý các anh chị, nhưng Vân vẫn lắng nghe cái khách hàng đó các anh chị. Vẫn lắng nghe khách hàng. Và nếu như Vân sai, Vân sẽ chấp nhận là mình sẽ nhận cái lỗi sai của mình, chứ không phải là mình mặc nhiên là mình lúc nào mình cũng đúng nha các anh chị nha. Thì lúc này nè các anh chị, Vân lắng nghe cái khách hàng đó nói, để cho họ xả cái cục tức của họ đi các anh chị. Họ phải xả nha, chứ các anh chị đừng có cãi với họ lúc đó. Vì các anh chị phải nhớ nè, không phải là mình sẽ lị khách hàng, mình không phải là mình sẽ lúc nào là khách hàng họ chửi trên đầu trên cổ mình thì mình cũng sẽ chấp nhận nha các anh chị. Không có các anh chị. Mình vẫn sẽ quan tâm nhưng không lụy. Mình phải lắng nghe được tâm tư của khách hàng. Và từ đó các anh chị, mình hãy chịu trách nhiệm với những cái mà mình, nếu là mình sai, mình sẽ xin lỗi và mình chịu trách nhiệm về cái việc đó. Giống như là lúc đầu thì thật sự luôn là Vân sai. Khi mà Vân chị đó hỏi và chị đó đặt cái sản phẩm lại, có nghĩa là tái tiêu dùng lần thứ hai các anh chị, chỉ mua cái bộ đôi của Sale Fluency á, thì cái bộ đó là 3 triệu mấy. Khi mà chị đặt lại các anh chị thì chị hỏi là có chương trình khuyến mãi gì không. Lúc này các anh chị, Vân mới nói là để em xem lại. Thì các anh chị biết rồi, Vân rất là bận, mình cũng làm nhiều chương trình, cho nên là đâm ra cái mình quên mất mà mình cho hàng đi luôn, mình quên nói với chị đó là không có chương trình khuyến mãi. Thì chị đó mới quay ra là chị đó đùng là bắt lỗi Vân các anh chị. Thì mình thừa nhận là cái việc đó Vân sai mà. Tại vì Vân nói là Vân sẽ xem coi là có khuyến mãi hay không, để mà Vân nói với cái chị đó. Nhưng cuối cùng là Vân không nói, và Vân gửi hàng đi luôn các anh chị. Thế là Vân phải xin lỗi. Mình chấp nhận mình xin lỗi cái điều đó các anh chị, vì mình sai. Mình sẽ chịu trách nhiệm với cái lỗi của mình. Vân xin lỗi và nói chung là Vân rất là xuống nước để mà xin lỗi chị đó, cho chị đó nói một tràng luôn các anh chị. Có người là chị nói là em không tôn trọng khách hàng, không này nọ các anh chị. Nhưng mà thật sự luôn là Vân có trình bày với chị đó là chị ơi, là em cũng lu bu quá, cái em lại quên mất là báo với chị là không có chương trình khuyến mãi, nên là em đinh đinh cái này mà cho đơn đi. Thì vẫn không chấp nhận các anh chị. Nói chung là xin lỗi nhiều lần đó, mình vẫn tâm thế là giận. Vân cũng không sao các anh chị, vẫn không sao. Thì sau đó đó các anh chị, sau đó thì Vân có gửi cho chị đó quà. Còn Vân gửi kèm quà cho chị đó, có nghĩa là Vân bù đắp lại bằng cách đó là mình chuộc lỗi, để cho khách hàng thấy được sự chân thành của mình các anh chị, và không hề là coi thường khách hàng. Thì Vân có gửi riêng khách hàng đó là sản phẩm sâm và những cái sản phẩm kem chống nắng, thì Vân có tặng riêng cho chị đó.
thì bắt đầu Vân chăm sóc lại và Vân đồng hành với chị, và sau đó là chị mua hàng tiếp chị mua hàng tiếp các anh chị đó, thì các anh chị thấy không ạ? Mình hãy luôn là tâm lý, mình phải luôn là chịu trách nhiệm nếu như mình sai. Mình đừng có cãi tay đôi với khách hàng, mình cũng đừng có gì ạ, à, khi khách hàng phản ánh cái gì đó bắt đầu mình cũng đùng đùng theo khách hàng luôn ha các anh chị ha. Và lúc xưa thì lúc trước thì khi mà Vân không có cái có cái sự mà là gọi là nhẫn nại như thế đâu các anh chị. Hồi xưa mình cũng nóng tính lắm, nhưng mà để mình làm tốt được thì mình cần phải gì ạ các anh chị, mình cần phải thay đổi và mình phải cần gì ạ, à, rèn luyện cái bản thân mình mỗi ngày các anh chị. Rồi yếu tố thứ tư, cái tố chất thứ tư mà chúng ta cần phải có đó chính là gì ạ? Sự trung thực và sự chăm chỉ các anh chị. Cái việc trung thực ở đây đó là gì? Không phải là chúng ta phải là có sao chúng ta nói quạch tẹt ra hết, mà là chúng ta phải nói những cái gì thực tế. Ví dụ nha, sản phẩm xăm nó giải quyết được vấn đề giấc ngủ, à, thì chúng ta dùng, chúng ta thấy cái điều đó và có rất là nhiều anh chị phản hồi cái điều đó thì chúng ta nói thôi. Nó không phải là thuốc, nó cũng không phải là sản phẩm điều trị, cho nên khi các anh chị chia sẻ thì các anh chị hãy nói đúng những cái thực tế như vâng. Mình không nói quá nha các anh chị, mình không nói quá về sản phẩm, mình hãy gì ạ, mình hãy nói những cái điều mà nó có thật. Ví dụ nha, cái này thì Vân cũng chia sẻ cho các anh chị luôn để các anh chị nắm nè, là khi mà vừa rồi thì Vân có học với cô anh Vũ, đó chính là phó giáo sư tiến sĩ trường đại học y dược, thì cô có dạy cho Vân những cái kiến thức về dinh dưỡng và có chia sẻ cho Vân là có chia sẻ cho tất cả những anh chị huấn luyện viên nhãn hàng là gì, khi mình nói về những cái sản phẩm mà thực phẩm chức năng thì chúng ta không nói nó là sản phẩm điều trị các anh chị nha, mà nó chính là gì ạ các anh chị, nó chính là sản phẩm cải thiện sức khỏe các anh chị, hỗ trợ trong cái việc cải thiện sức khỏe nha các anh chị, chứ không phải là sản phẩm hỗ trợ điều trị nha các anh chị, mà là sản phẩm hỗ trợ cải thiện sức khỏe, nhớ nha các anh chị nha. Rất là nhiều anh chị bị sai chỗ này và bản thân Vân cũng từng bị sai các anh chị ha, nó không phải là sản phẩm hỗ trợ điều trị mà là chỉ là hỗ trợ cải thiện sức khỏe thôi, nâng cao sức khỏe thôi các anh chị. Vì sao? Nó chính là những cái sản phẩm thực phẩm chức năng, những cái vitamin nó hỗ trợ thôi, chứ nó để nâng cao cái đề kháng của mình, để cung cấp những cái vitamin, những cái khoáng chất cho cơ thể của mình, thì từ đó cơ thể của mình có năng lượng, thì tất nhiên là cái năng có năng lượng thì cơ thể của mình nó khỏe lên thôi ha các anh chị ha. Đó cho nên là các anh chị phải phải trung thực và chúng ta phải chăm chỉ, là chúng ta liên tục trau dồi những cái kiến thức. Tại sao là giờ cái vị trí của Vân Nghị hôm nay các anh chị nghĩ là Vân có phải đi học không ạ? Có đó các anh chị, cũng phải học mỗi ngày đó các anh chị. Học để làm gì? Nó vừa giúp cho Vân có thêm kiến thức, mình nâng cao được những cái gì ạ, kỹ năng cho bản thân mình phát triển bản thân mình mỗi ngày các anh chị. Và từ đó làm gì? Cái việc đó là mình học xong rồi mình truyền tải lại cho đội nhóm của mình chia sẻ lại cho cộng đồng của mình. Nó không phải là vị trí ngày hôm nay là M3 rồi là ngồi đó ngồi im mà không có nâng cao, không trau dồi thêm kiến thức đâu. Không phải không đi học đâu các anh chị, mà học đôi khi còn học nhiều hơn tất cả các anh chị. Để làm sao? Để mang về những kiến thức nó gọi là nâng cấp, để là gì ạ? Những kiến thức gọi là cao hơn, những cái chuyên môn cao hơn để về truyền thông lại cho các anh chị, chia sẻ về cho các anh chị và giúp cho các anh chị phát triển mỗi ngày. Hả các anh chị ha? Thì chúng ta cũng phải như thế. Chúng ta là một cái người bán hàng, chúng ta chăm sóc những cái khách hàng của mình thì chúng ta cần phải trau dồi những cái kiến thức. Ngày hôm nay chúng ta chưa biết vì sao nó là nguyên nhân bị tiểu đường, và những cái vấn đề về tiểu đường thì nó sẽ có những cái bệnh gì kéo theo, những cái hệ lụy gì. Với một cái người bị tiểu đường thì họ cần phải có chế độ chăm sóc làm sao? Bây giờ chúng ta chưa biết, nhưng tương lai chúng ta phải biết. Nếu như chúng ta muốn chăm sóc khách hàng và chúng ta muốn bán hàng thì chúng ta phải học các anh chị, chúng ta phải học và chúng ta phải trau dồi những cái kiến thức đó cho mình để mình có thể mở rộng được cái tệp khách hàng của mình có thể đụng những cái khách hàng bị tiểu đường, những cái người bị huyết áp, những cái người bị xương khớp, chúng ta có thể chăm sóc họ và chúng ta có thể bán được hàng cho họ ha các anh chị ha. Đó chính là bốn cái tố chất mà Vân muốn cho các anh chị thấy được là gì, hãy hãy là hoàn thiện dần cái bản thân mình để mình trở thành một người chăm sóc khách hàng tốt nhất và mang đến những cái dịch vụ tốt nhất cho khách hàng của mình ha các anh chị ha.
Rồi, ok ạ. Tới cái phần này là mình đã nắm chưa? Mình đã nắm chưa? Mình nắm chưa các anh chị? Ok. Rồi, mình nắm chưa các anh chị? Mình tới đây là mình hiểu được một những cái vấn đề cơ bản chưa? Rồi thì mình comment với Đường Vân là rồi các anh chị. Rồi mình comment hết rồi rồi nha. Tại vì nãy giờ Vân chia sẻ màn hình là Vân không thấy các anh chị comment. Không thấy là không biết là các anh chị còn đó hay không. Ngọc xin giới thiệu qua bản thân Ngọc tí. Ngọc tên đầy đủ là Nguyễn Thị Nghĩa Ngọc. Mình đang làm một công chức, sinh sống và làm việc tại huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum, là một mẹ bỉm sữa ba con, và cơ duyên đến với The Rugby đó cả nhà. Thì lúc đó tên gọi tên gọi của Rugby bây giờ đó là Bisai Solution. Thì khi mà mình nghỉ sinh đó cả nhà, thì mình cũng có nhiều cái nỗi đau, trong đó cái nỗi đau lớn nhất cái thời điểm đó đó là về vấn đề kinh tế, và mình cũng muốn đi tìm một cái công việc làm thêm nào đó mà mình vừa có thể đi làm nhà nước, vừa có thể chăm con, mà vừa có thể kiếm thêm thu nhập để lo cho các con của mình. Tại vì Ngọc tới ba bé làm cả nhà. Và khi mà đến với The Rugby á, thì mình đã được học qua 6 buổi cung phu đúng không ạ? Được học qua các lớp bán hàng của Mai Hậu, được học qua các cách và chăm sóc khách hàng, cách khai thác cái vấn đề của khách hàng, và học tất cả những cái sản phẩm mà mình chọn xẻo trong thời gian đầu. Và khi Ngọc vận dụng tất cả những cái kiến thức đó vào cái việc mà bán hàng của Ngọc á, thì Ngọc thấy là cái hiệu quả nó mang lại cực kỳ lớn luôn cả nhà. Đầu tiên là khi làm mà Ngọc tiếp xúc với một khách hàng á, thì Ngọc không có đặt nặng cái vấn đề là mình phải chốt đơn với khách hàng đâu cả nhà. Và khi Ngọc làm thân làm quen với khách hàng á, thì mình cũng khai thác được cái nỗi cái vấn đề mà khách hàng đang gặp phải. Ví dụ như là khách hàng của Ngọc đang gặp vấn đề về xương khớp này, hoặc là vấn đề về dạ dày này, hay là vấn đề về làn da, thì Ngọc vẫn khai thác bình thường thôi cả nhà. Nhưng mà khi mà mình hiểu ra được là cái vấn đề của khách hàng đã từng gặp phải, khách hàng đã dùng nhiều sản phẩm rồi, khách hàng đã bỏ tiền ra đi chữa ở nơi này nơi khác rồi nhưng mà không mang lại hiệu quả, thì bắt đầu mình phải mang cái câu chuyện thật của mình. Tức là khi mình vào The Rugby á, thì mình cũng trải nghiệm sản phẩm cho người thân mình, cho bản thân mình, cho gia đình mình, cho các con mình, thì mình vẫn chia sẻ thật cái câu chuyện của mình luôn cho khách hàng. Sau đó thì khách hàng mới hỏi là em mua cái sản phẩm đó ở đâu, em có thể mua giùm cho chị hay không đó. Thì mình chia sẻ với một cái tâm thế là mình là người sử dụng, mình là người trải nghiệm được là cái sản phẩm đó mang lại hiệu quả, thì mình cứ chia sẻ bình thường vậy thôi. Và khách hàng cảm nhận được là bản thân mình, tức là đầu tiên là họ tin tưởng mình, vì mình là một cái người gọi là cũng là một công chức nhà nước, và mình ở huyện á, thì mình cái huyện nó cũng không lớn lắm mọi người. Và khi mình có cái gọi là đầu tiên là họ tin vào cái uy tín cá nhân của mình là nhiều hơn. Nhưng mà qua cái lời kể chuyện của mình á, qua cái chứng minh được là cái sản phẩm mình dùng cho bản thân mình, cho con mình, cho gia đình mình á, thì nó có hiệu quả. Do đó là khách hàng cảm nhận được là con bé này nó nói thật. Cho nên là khách hàng dễ dàng chốt đơn hàng cả nhà. Và trong đó thì có hai cái khách hàng gọi là khách hàng trung thành của Ngọc đó cả nhà. Mình là mẹ bỉm sữa đúng không ạ? Thì khi mà mình học cái sản phẩm sữa ở trên kệ Robby á, thì mình cũng trải nghiệm cho con mình. Và con mình nó tăng cân này, nó tăng chiều cao này. Và mình ghi lại tất cả những cái mốc thời gian á, mà con mình sử dụng. Ví dụ như sử dụng trong vòng 1 tháng, 2 tháng, thì trong 1 tháng, 2 tháng đó là nó tăng lên bao nhiêu cm, nó tăng lên bao nhiêu, chiều cao tăng lên bao nhiêu, thì mình chia sẻ lại cái kết quả đó cho cái khách hàng đó của mình á, thì khách hàng chốt đơn. Và ngay từ cái sản phẩm đầu tiên á, khách hàng đã tin tưởng rồi cả nhà. Sau đó thì Ngọc có trải nghiệm thêm son trên kệ Robby, và Ngọc chia sẻ rằng Ngọc cũng có làm một cái video đó cả nhà. Trước đó thì son á, thì chị em phụ nữ chúng ta mà đúng không ạ, ai cũng rất là thích nhiều loại son đúng không? Ngọc thì son là người thân bạn bè hay là ông xã mua tặng cho mình, nhưng mà khi mà mình dùng lên môi á cả nhà, dùng 1-2 ngày thôi thì cảm nhận là cái môi của mình nó khô, nó khó chịu cực kỳ. Nhưng mà đối với cái dòng son trên kệ Robby á, thì khi Ngọc dùng á, thì Ngọc mà tới hiện tại Ngọc đã dùng tới cây thứ 7, thứ 8 rồi. Nhưng mà khi mình dùng như vậy thì mình cũng chia sẻ cái câu chuyện thật của mình ở lên mạng xã hội, lên Zalo, Facebook, và mình chia sẻ với cái người khách hàng của mình đã sử dụng sữa cho con á, thì họ lại tin tưởng mình và họ lại chốt đơn.
đó. Và cứ qua cứ mỗi mỗi cái mà cái sản phẩm mà gặp upsell tiếp theo á, là khách hàng, nói chung là khách hàng khi mà tin tưởng mình rồi á thì khách hàng dễ dàng upsell lắm cả nhà. Và khách hàng đó đã mua của Ngọc nồi chiên không dầu này cả nhà, mua robot lau nhà này cả nhà, mua mỹ phẩm dùng nè, mua sữa cho em bé, và mới đầu tháng này thôi thì khách hàng mới vừa chốt một cái nồi cơm điện cao tầng cả nhà thấy có tuyệt vời không ạ? Đó thì chúng ta mang cái tâm thế, chúng ta đã hiểu được cái cách chúng ta đi làm như thế nào, cứ mang trong tâm thế là chúng ta chia sẻ, tức là mình cứ chia sẻ những cái câu chuyện thật của mình, những cái sản phẩm mà mình đã được học kỹ rồi, mình cứ chia sẻ như vậy á thì khách hàng á dễ dàng tin tưởng và khách hàng dễ dàng chốt đơn. Và có một khách hàng nữa cả nhà, khách hàng này á thì tiềm lực kinh tế rất là lớn, và khách hàng này cũng đã sử dụng nhiều loại thực phẩm chức năng rồi đó. Đó là một người chị của mình đó, nhưng mà khi mình chia sẻ những cái sản phẩm chị kể thì ban đầu ấy là chị khước từ luôn, chị không có gọi là chị nói là chị đang dùng sản phẩm này chị thấy ok cho nên là chị không muốn dùng sản phẩm nào khác nữa. Nhưng mà khi mà Ngọc chia sẻ cho những người thân bạn bè, nhờ người thân trong gia đình của Ngọc nữa, và chị cảm nhận được là cái sản phẩm mà mẹ Ngọc dùng, em Ngọc dùng, anh trai Ngọc dùng hay là cháu Ngọc dùng á có hiệu quả, thì chị bắt đầu chị quay lại, chị mới hỏi là thôi bây giờ lấy giùm cho chị một một cái đó đi để chị về chị sử dụng xem sao. Và khi mà chị sử dụng rồi á thì chị rất là tin tưởng, rất là tin tưởng, tại vì nó mang lại hiệu quả cho chị rất là nhiều. Và cả nhà có biết không là Ngọc mới vừa chốt cho chị một cái máy pi 59 triệu, mới lắp đặt xong ngày hôm qua thôi cả nhà, tuyệt vời không ạ? À? Cho nên là chúng ta khi mà chúng ta bán hàng á, chúng ta cứ mang cái tâm thế là chúng ta chia sẻ cho khách hàng cái giá trị của sản phẩm, cái giá trị, cái hiệu quả của sản phẩm mang lại nếu như mà khách hàng sử dụng lâu dài đó. Như vậy á thì khách hàng sẽ ban đầu thì có thể là khách hàng ấy đang căng ke về cái giá, hoặc là cái nhu cầu của khách hàng lúc đó mình chưa dùng, chưa cần. Nhưng mà khi một thời gian á, qua một thời gian á thì khách hàng cảm nhận là tình trạng hình sức khỏe là dạo này không tốt, cho nên là cần sử dụng máy pi chẳng hạn, hay là sản phẩm về có vấn đề về dạ dày. Và khi Ngọc chia sẻ cái bào tử lợi khuẩn chẳng hạn thì cái chị khách hàng đó là muốn sử dụng cho con, tại vì con hay ăn gọi là ăn quà vặt, ăn các đồ ăn nhanh đó, cho nên là cái hệ tiêu hóa nó không tốt, cho nên là chị liên tục quay lại và đặt hàng của Ngọc. Cho nên là Ngọc cảm nhận được là khi mà mình chia sẻ bằng cái tâm của mình, bằng cái niềm vui á, tức là mình cứ chia sẻ đi, họ nhận hay không đó là việc của họ, nhưng mà mình cứ vui vẻ là mình đã chia sẻ rồi. Có thể ngay lúc đó họ không chốt đơn, nhưng mà chắc chắn trong một thời gian không xa họ sẽ cần đến mình. Có những khách hàng của Ngọc ở cả nhà là Ngọc chia sẻ trước đó 1 năm luôn, nhưng mà sau 1 năm sau khách hàng tự động quay lại liên hệ với Ngọc để chốt đơn đó, cả nhà thấy không? Cho nên là cái việc mà chúng ta học, đi học chúng ta học đúng quy trình, chúng ta biết cách khai thác cái vấn đề của khách hàng, chúng ta chia sẻ những cái sản phẩm mà khách hàng đang mong muốn để có nhu cầu để sử dụng, thì chắc chắn là trước sau gì đó thì khách hàng cũng sẽ cảm nhận được là chúng ta đang chia sẻ với một cảm nhận thật, và khách hàng sẽ trước sau gì thì khách hàng cũng sẽ chốt đơn thôi. Thì hôm nay Ngọc muốn chia sẻ cho cả nhà mình một hai câu chuyện nhỏ của Ngọc trong quá trình Ngọc làm thôi. Và Ngọc cảm ơn mentor Văn Tống đã mời Ngọc trong cái buổi Zoom ngày hôm nay. Thì không biết là cái chia sẻ của mình có giúp ích được không cho các anh chị không, nhưng mà thôi là Ngọc đã chia sẻ như vậy rồi, cảm ơn các anh chị đã lắng nghe rồi. Xin chạm mic là do Văn Tống nha. Ok, các anh chị thấy không ạ? Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Các anh chị hãy giúp Vân là mình sẽ gửi thật là nhiều cái lời cảm ơn và lời biết ơn đến chị Ngọc đã chia sẻ một cái những cái câu chuyện thật của chị, và chị cũng đã vận dụng được về các anh chị những cái kiến thức nãy giờ Vân chia sẻ đúng không ạ? Và những cái phần tiếp theo để chúng ta hiểu được là cái quy trình chăm sóc khách hàng chuẩn chỉnh như thế nào để là bán từ những cái sản phẩm nhỏ, từ những cái sản phẩm phễu, sản phẩm đầu phễu, sản phẩm phễu và sản phẩm cuối phễu các anh chị, thậm chí là những cái máy bi vài chục triệu các anh chị, chúng ta có muốn cái điều đó không ạ? Những cái câu chuyện rất rất là thật các anh chị ha, chứ không phải là chỉ có một mình là gì ha Vân chia sẻ cho các anh chị kiến thức. Và khi mà một cái hình ảnh của một cái vị mentor các anh chị, tại sao Vân đưa lại cái chị mentor lên chia sẻ, vì sao? Vì chị ấy bán được, chị ấy vận dụng được, cho nên là chị mới lên được những cái vị trí như như ngày hôm nay các anh chị ha.
À, vậy bây giờ thì chúng ta có mong muốn là chúng ta sẽ được nghe cái phần tiếp theo là quy trình chăm sóc khách hàng như thế nào để mà chúng ta mang đến những cái kết quả như chị Ngọc ạ. Muốn không ạ? Muốn thì hãy comment cho Vân là muốn đi các anh chị. Muốn nha. Rồi, ok ạ. Rồi, ok ạ. À, không biết là có anh chị nào mình gửi cái group gì trong đây ạ. Có anh chị nào mình gửi cái group tabo ha, nhờ các anh chị hot mình có thể giúp dùm Vân để ý chút xíu nha. Rồi, tiếp theo nha các anh chị, Vân sẽ chia sẻ cho các anh chị cái quy trình. Và đây chính là cái quy trình mà các anh chị mình cần phải note kỹ lại. Mình phải cần note kỹ lại các anh chị, note kỹ lại để mà dạ, chúng ta sắp tới chúng ta sẽ cần chúng ta biết quy trình chăm sóc khách hàng. Thì có những cái quy trình này. Và những anh chị đang bán hàng, đã bán hàng rồi, thì xem coi là cái quy trình của mình nó có giống Vân hay không. Thì đây chính là cái quy trình nó được đúc kết từ Vân thôi nha các anh chị. Và các anh chị hãy giúp Vân là mình lụm nhặt những cái nào hay và nó sẽ phù hợp với các anh chị. Có thể là cái quy trình mà Vân đưa ra nó không phải là tốt nhất và nó cũng không phải là chuẩn nhất, nhưng nó được đúc kết từ kinh nghiệm của mình. Và hy vọng rằng là nó sẽ vận dụng được trong cái thời gian sắp tới. Đặc biệt đó là gì ạ? Trong cái khâu chăm sóc khách hàng, để tạo ra những cái khách hàng gọi là khách hàng trung thành, những cái khách hàng mà dễ dàng upsell ha các anh chị ha. Rồi, ok, mình sẽ bắt đầu đi các anh chị. Thường á, khi mà các anh chị mình chốt sale xong rồi thì các anh chị sẽ làm gì ạ? Các anh chị chốt sale xong rồi các anh chị sẽ làm gì? Quan trọng nè, cái chỗ này nè. Các anh chị mình chốt sale xong rồi mình sẽ làm gì các anh chị? Mình làm gì? Các anh chị hãy comment với Vân nha, để Vân có thể vào trong cái Zoom bằng điện thoại để Vân xem coi là các anh chị comment làm sao. Tại vì Vân không nhìn thấy được, do không biết là cái Zoom mới này nó làm sao á. Cái Zoom mới nó được cập nhật không nhìn thấy được. Rồi, các anh chị mình giúp giùm Vân là mình comment nha. Thường khi các anh chị chốt đơn xong rồi là các anh chị im lặng luôn hay là mình như thế nào các anh chị? Rồi, ok, xong rồi. Tiếp ha. Và chúng ta sẽ gửi lời cảm ơn và xin ý kiến về sản phẩm, cảm ơn hướng dẫn chăm sóc khách hàng, chăm sóc khách hàng tiếp. Chính xác các anh chị. Lúc này nè chúng chị, chúng ta sẽ đừng tưởng là chúng ta chốt đơn xong rồi là ngon nha các anh chị nha. Chưa chắc nha các anh chị. Đơn hàng đến tay khách hàng và khi đơn hàng đó đinh xong rồi thì Vân mới hoàn toàn yên tâm các anh chị. Cái lúc này là các anh chị hãy giúp dùm Vân là gì? Khi mình chốt đơn xong rồi thì mình phải là giữ kết nối với khách hàng. Nhớ đừng có tèn ten rồi chốt đơn xong rồi mừng quá rồi có bỏ lời khách hàng luôn nha các anh chị nha. Mình sẽ phải luôn giữ liên kết với khách hàng. Đến khi nào khách hàng nhận được hàng thì mình sẽ tiếp tục cái khâu là chăm sóc ha. Thì cái lúc này mình sẽ làm gì? Giữ kết nối với khách hàng, làm bạn với khách hàng các anh chị. Hãy làm bạn với khách hàng, thăm hỏi hoặc là gì ạ? Mình sẽ trò chuyện với khách hàng, dặn dò khách hàng. Dặn dò ở đây là gì? Dặn dò đơn giản thôi. Mình chuyển là những cái lời dặn dò đó là gì ạ? Chị ơi, cái đơn hàng của mình á, khi nào mà đến á thì chị nhớ là mình sẽ kiểm tra hàng trước khi mình nhận hàng nha. Mình nhớ là gì ạ? Mình kiểm tra đầy đủ sản phẩm, có bao nhiêu sản phẩm trong đó, có cái lời một cái tờ giấy cam kết của công ty luôn. Và đủ rồi mình hãy thanh toán với bên chỗ giao hàng giúp giùm em. Ha, các anh chị ha. Mình hãy kiểm tra xem coi sản phẩm nó có bị vấn đề gì không. Thì hãy chụp lại những cái hình ảnh, nếu như có vấn đề thì em sẽ xử lý cho mình. Hãy nhớ là gì? Giữ kết nối Facebook, Zalo với khách hàng, làm bạn với khách hàng, trò chuyện được với khách hàng. Thường á thì Vân như vậy các anh chị. Khi mà Vân chốt đơn không mà Vân kết nối Zalo Facebook á, thì bắt đầu Vân tiếp tục Vân trò chuyện. Mình trò chuyện những cái câu chuyện để mình tìm điểm chung với khách hàng. Sau đó là gì các anh chị? Để mình còn sau này mình note lại để mình biết được là họ còn có cái gì đó để mình có thể giúp cho họ, gọi là giúp cho họ là gì, cải thiện được những cái nhu cầu đó. Thậm chí luôn là các anh chị có thể gửi những cái hình ảnh của khách hàng đã sử dụng, những cái feedback mà cải thiện được cái vấn đề đó, chúng ta gửi cho họ có thêm cái sự, có sự tin tưởng và niềm tin, có thêm niềm tin với sản phẩm của mình, để mà họ không có bị
nghi ngờ các anh chị. Có nhiều trường hợp như vậy nè, chốt đơn xong cái bắt đầu là kể cho chồng nghe, xong rồi kể cho bạn bè nghe, hoặc là gì ạ, gặp hàng xóm cái đầu đầu trò chuyện ha, kể chuyện cho hàng xóm nghe, trời ơi, em mới vừa đặt cái hàng đó đó, em nghe nói là tư vấn rồi thấy dùng tốt lắm. Thế là những cái người xung quanh đó các anh chị, họ sẽ nói với nhau là gì, coi chừng bị lừa, coi chừng sản phẩm không tốt, đặt hàng online bây giờ, hàng online bây giờ nhiều khi nó tào lao lắm, đúng không ạ? Thì cái lúc này là các anh chị, cái người mà khách hàng của mình đang nghe, họ bị lung lay nếu như mình không còn giữ kết nối với họ. Thì lúc này họ sẽ bị lung lay và họ sẽ bùm đơn của mình đây. Ha, nhớ giùm Vân là gì ạ? Sau này thì các anh chị bán cho những cái khách hàng quen á, thì nó cũng đỡ rồi. Nó không có vấn đề gì các anh chị. Bán cho những cái khách hàng quen của mình á, thì mình cũng có thể là dễ dàng chăm sóc, hay là những cái người mà bạn gần nhà thì nó cũng đỡ hơn chút ha. Chứ còn hồi xưa khi mà Vân làm chăm sóc data các anh chị, trời ơi, Vân nói thật với các anh chị luôn là phải theo sát khách hàng, không có bỏ khách hàng đâu, không phải chốt đơn xong rồi bỏ đâu, mà là mình sẽ phải sát với họ, thậm chí luôn là gì, gửi lời chúc rồi ngày lời chào rồi là gì các anh chị, lễ lọc là mình sẽ gửi ha các anh chị, gửi ví dụ như là Giáng sinh chuẩn bị tới nè, để bắt đầu chúng ta sẽ gửi những cái lời chúc, hoặc là cuối tuần hay là đầu tuần hay là ngày mới gì đó, hoặc là buổi tối, có nhiều những cái khách hàng Vân không chúc ban ngày nhưng mà buổi tối như vậy, Vân chúc là chúc chị buổi tối vui vẻ nha. Các anh chị thấy thích không ạ? Một cái người xa lạ hoặc là gì, người thân cũng, hay là những cái người mà gọi là chúng ta vẫn có mối quan hệ, nhưng mà đôi khi là nhận những cái câu đó đó thì nó cũng hơi lạ lạ chút, nó cũng hơi lạ lạ, nhưng họ thích thôi. Họ thích. Ví dụ như tự nhiên bạn của các anh chị đi, bạn của các anh chị thường thì ít khi nhắn tin lắm, thì cũng có qua lại, cũng đi chơi, cũng gặp cà phê cà pháo, nhưng ít. Nhưng mà tự nhiên á là mình nhận được cái lời chúc của cái người đó là chúc ngày mới năng lượng, mình thích không ạ? Mình vui không ạ? Mình thường mình nhận được cái gì đó vui, hay mình những cái lời chúc, hay là gì ạ, những cái món quà, hay là những cái lời khen, ai cũng thích, ai cũng thích thích ha. Cho nên là mình hãy giữ tương tác, mình like bài, mình comment, mình thả những cái icon vào trong cái bài của họ, tương tác với họ các chị. Và nhớ là gì ạ, khi mà mình chốt đơn xong rồi thì trong cái app của mình đó các anh chị, nó có những cái tính năng gì, nó có những tính năng là cập nhật cái đơn hàng, đúng không? Đơn hàng tới đâu, đơn hàng của mình nó đang được đến đâu rồi. Và khi đơn hàng đơn xong rồi thì khách hàng nhận xong rồi thì mình sẽ được báo, đúng không ạ? Mình phải vận dụng ra những cái công nghệ, những cái sự hỗ trợ của Robby. Ví dụ như là mình sẽ coi trạng thái đơn hàng là nó đang tới đâu, thì mình sẽ gọi điện thoại mình hoặc là mình nhắn tin cho khách hàng nhớ là chị ơi, đơn hàng của chị đang chuẩn bị giao và mình sẽ giao trong ngày hôm nay, thì chị nhớ mình canh điện thoại nha. Và khi khách hàng nhận xong rồi thì app của mình báo là tinh tinh đơn hàng đó bạn được giờ và vừa hoàn thành, bạn nhận được bao nhiêu tiền, đúng không ạ? Mình nhận được hoa hồng là bao nhiêu. Thì lúc này làm ơn là gì, hãy gọi cho khách hàng, chăm sóc khách hàng ngay đi các anh chị. Tại sao Robby lại có những cái phần đó, là muốn hỗ trợ cho các anh chị chăm sóc khách hàng tốt hơn, giữ chân được khách hàng được nhiều hơn các anh chị. Vậy thì chúng ta hãy nhớ là gì, những hỗ trợ đó thì chúng ta phải phát huy lên ha các anh chị ha, phải phát huy để làm sao để giờ mình chăm sóc khách hàng một cách tốt nhất. Đó chính là mong muốn của Robby mang đến cho những đối tác như chúng ta ha các anh chị ha. Rồi ok, tiếp theo các anh chị, khi mà chúng ta chốt đơn hàng xong rồi, chúng ta khách hàng nhận hàng xong rồi, thì cái bước này nè các anh chị, cái bước thứ hai mà chúng ta cần phải làm đó là chúng ta sẽ hướng dẫn cho khách hàng của mình, chúng ta sẽ hướng dẫn như thế nào và chăm sóc như thế nào các anh chị. Đây chính là cái bước thứ hai chúng ta cần phải làm ha. Chúng ta hướng dẫn bằng cách đó, liền hãy hướng dẫn một cách toàn tâm toàn ý, đừng có hướng dẫn hời hợt là gì ạ, bạn bè nên là quen thôi, kệ chỉ dạy dĩ này nọ nọ, sơ sài thôi, không được nha các anh chị, không được. Mà chúng ta phải gì ạ, gửi cho những cái khách hàng của mình những cái quy trình sử dụng. Ví dụ nha là bên sale fluency đi, thì sẽ có bộ bill TA turning bill đó các anh chị. Thì cái quy trình bill đó đó các anh chị, nó sẽ có nhiều bước, thì các anh chị buộc phải hướng dẫn cho họ từng bước một, không khéo là họ làm không có hiệu quả, thì lúc này nó không đạt được, không cải thiện được cái da của họ không đẹp, thì dẫn đến là gì, coi như là ủa sao dùng không cải thiện gì hết, thì có phải là mình sẽ bị mất khách hàng đó hay không, và họ không tin tưởng mình đâu. Cho nên là các anh chị hãy nhớ nè,
mình phải gửi cho họ quy trình, trình tự từng bước một, từng bước một các anh chị. À, nếu như mà họ vẫn chưa sử dụng, có những cái khách hàng á, sử dụng mỹ phẩm á, các anh chị, mỹ phẩm á, thì nó còn cực, tại vì nó có nhiều bước các anh chị, là thậm chí luôn là Vân hướng dẫn, xong rồi Vân chỉ cái tính nổi như vậy nè, có những cái bộ TA Tone & Build á, thì Vân hướng dẫn là gì, buổi tối, bây giờ buổi tối chị làm thì chị gọi cho em đi, bây giờ em sẽ gửi cho chị cái clip chị coi trước, xong rồi á là tối khi nào chị làm tới bước nào gọi cho em, bước em hướng dẫn bước đó. Các anh chị biết không ạ? Vân gọi, Vân hướng dẫn đến như thế luôn các anh chị. Vân hướng dẫn như thế luôn là dạ bước 1 bây giờ nha, chị chọn cái gói này, chị lau da sạch mặt cho em. Xong rồi bắt đầu chị đến cái gói thứ hai, chị lấy cái bông tẩy trang á, à thì chị thấm và chị thấm lên da của mình để làm dạ cấp ẩm lại da, và Vân hướng dẫn từng bước luôn các anh chị. Nó là chị yên không sao đâu, không có sợ phiền đâu, em sẽ hướng dẫn cho chị luôn. Thậm chí là Vân gọi video call, Vân hướng dẫn luôn, hướng dẫn cho khách hàng họ làm. Khi mà họ làm như vậy á, thì họ sẽ đạt được hiệu quả, thì mình mới cảm thấy là gì các anh chị, mình cảm thấy hài lòng các anh chị. Và khách hàng họ hài lòng còn nhiều hơn mình các anh chị. Họ khách lòng họ, khách hàng họ hài lòng gấp 2, gấp 3, gấp 4 lần, hoặc thậm chí gấp 10 lần so với việc là mình hài lòng các anh chị. Ha, thì mình phải hướng dẫn. Còn nếu như các anh chị hướng dẫn những cái sản phẩm như là về những cái như là sâm nè, đông trùng hạ thảo nè, thì các anh chị phải hướng dẫn liều lượng. Ví dụ là gì ạ? Sâm với những cái người mà bị huyết áp cao thì sao? Những cái người bị huyết áp thấp thì sao? Giống như Vân là Vân bị huyết áp thấp này, lúc đầu á mình đâu có biết đâu. À, bắt đầu là mình không có chịu, mình không có chịu tìm hiểu kỹ. Thế là Vân cứ đè một ngày, Vân quất một gói các anh chị. Và cái hậu quả đó chính là 2 ngày liền Vân nằm la liệt các anh chị. Biết sao mà nó bị chóng mặt, nó bị chóng mặt. Cho nên là gì ạ các anh chị, mình phải kỹ trong cái việc, đặc biệt đó chính là gì ạ, sản phẩm uống ở bên trong. Vân nói thật với các anh chị luôn là hồi xưa Vân nói vậy nè, không bao giờ Vân bán sản phẩm uống bên trong, tại vì Vân rất là sợ, Vân rất là nhát các anh chị. Vân sợ là người ta uống vào người ta có vấn đề gì, người ta mà gọi là người ta nằm xuống một cái là coi như là mình sẽ đi bốc lịch các anh chị. Vân rất là sợ cái điều đó luôn, và Vân rất là nhát luôn các anh chị. Cho nên là Vân có một cái suy nghĩ là mình sẽ không bao giờ mình bán những cái sản phẩm uống bên trong. Nhưng mà từ năm 2020 á các anh chị, mình vào Robby, mình hiểu hơn về cái quy trình, mình bắt đầu mình biết được cái cách chăm sóc và những cái sản phẩm mình lựa chọn nó uy tín, thì lúc đó mình có sự yên tâm, bắt đầu Vân mới bắt đầu lựa chọn kinh doanh. Mà Vân kỹ một cái nữa là gì, khi Vân bán những sản phẩm uống bên trong á, thì xin thưa với các anh chị luôn là người sử dụng đầu tiên là Vân. Vân phải chinh phục cái khách hàng đầu tiên và khó tính nhất là Vân các anh chị. À, Vân nói thật với các anh chị luôn là kệ hàng nhà Vân, cái kệ mà sản phẩm của Vân nó đầy hết trơn các anh chị. Từ elbow soap, viên uống trắng da, xịt trắng da, rồi dạ đông trùng, rồi sâm, rồi thậm chí luôn là cao ho, yến xào gôn ha, rồi bào tử lợi khuẩn canxi. Vân phải là người uống trước để Vân cảm nhận. Từ bi sinh hay là viên uống mọc tóc các anh chị, là mình phải uống, mình phải sử dụng các anh chị. Nếu như mà Vân không sử dụng á, thì Vân sẽ không đủ tự tin để Vân chia sẻ. Mà Vân không dùng mà không đủ tự tin thì đừng bao giờ kêu Vân chia sẻ các anh chị. Cho nên là các anh chị sẽ thấy được là gì, những cái sân nào mà Vân đứng á, nói về sản phẩm, thì chắc chắn một điều là Vân phải tự tin về những cái sản phẩm đó Vân mới đứng nha. À, các anh chị sẽ thấy rất là nhiều sản phẩm mà Vân không đứng, tại vì Vân không dùng. Không phải vì sản phẩm của mình không chất lượng, mà là sản phẩm đó Vân không dùng và Vân không cảm nhận được. Vân không có thể nào mà Vân đứng sân Vân chia sẻ các anh chị. Cái đó là cái tính của mình luôn rồi các anh chị. Cho nên là các anh chị ha, khi mà các anh chị bán những sản phẩm của bên trong á, thì các anh chị phải học thật là kỹ. Hoặc là các anh chị chưa biết thì các anh chị làm ơn giúp giùm Vân là mình vào trong những cái nhà cung cấp đó, mình hỏi với cái người đó hàm lượng như thế nào, với cái người tim mạch họ dùng cái hàm lượng xăm như thế nào. Thường nha các anh chị, những cái người mới và cái người họ có những cái vấn đề về sức khỏe, những cái bệnh lý bệnh nền đó các anh chị, thì với những cái người đó nếu dùng xăm thì có thể sử dụng xăm viên trước hoặc là xăm bột trước, sau đó mới sử dụng tăng liều dần hoặc là chuyển qua xăm hòa tan. Các anh chị thấy không ạ? Nó cực kỳ quan trọng. Chứ các anh chị mà không hướng dẫn họ kỹ nha, các anh chị cho họ tắt một gói vô, huyết áp của họ tăng lên thì họ sẽ bị chóng mặt giống như Vân nè. Tự nhiên đang bị huyết áp thấp thì uống nó sẽ tăng cái lượng huyết áp lên. Trước khi nó bình ổn thì nó phải tăng trước các anh chị. Mà cơ địa của mình nó đang như thế mà tự nhiên mình tăng giọt lên thì chắc chắn là sẽ xảy ra vấn đề các anh chị. Mình mệt, mình chóng mặt
thì lúc này khách hàng họ sẽ quẩn lên, bản thân mình còn quẩn nữa. Vân cũng thấy là ủa sao hai ngày nay mình cứ chóng mặt hoài, không biết vì sao, tại sao mình chóng mặt. Thì cuối cùng mình sực nhớ ra mình uống xăm các anh chị. Và bắt đầu Vân hỏi ngay lập tức là anh Cường, cơ của xăm CND. Thì anh Cường nói là em ơi, em bị huyết áp thấp như thế thì em phải uống từ từ, một ít trước. À đó các anh chị, bắt đầu mình quay lại mình uống. Mình nhớ là nếu như mà khách hàng người ta chậm, có những khách hàng người ta cũng chậm các anh chị, thì mình phải gì ạ? Quay những cái video hoặc là mình viết nè. Vân rất là kỹ nha các anh chị. Với khách hàng mà chăm sóc da thì Vân sẽ gạch đầu dòng luôn nè. À buổi sáng là gì? Buổi sáng sẽ là sử dụng giúp cho Vân là bước đầu tiên là làm sạch. Bước thứ hai đó chính là gì? À dùng dưỡng. Và cuối cùng đó là chống nắng để bảo vệ. Rồi buổi tối làm sao? Buổi tối quy trình khác nha. Thì bắt đầu là Vân viết ra. Và một tuần tẩy tế bào chết bao nhiêu lần là Vân viết chi tiết ra luôn các anh chị. Xong đó là Vân gửi cho khách hàng. Rồi xong Vân gọi điện thêm một lần nữa để Vân nói lại các anh chị. Chứ không phải là mình chỉ nói không, rồi mình nhắn tin không các anh chị. Vừa gửi cái quy trình đó, vừa nhắn tin rồi gọi điện cho khách hàng luôn các anh chị. Kỹ như thế nha các anh chị. Cho nên là các anh chị biết không ạ? Có những cái khách hàng mà hồi nãy Vân nói chị, khách hàng bên Bình Tân đó, là chỉ mua đơn đầu tiên là 4 triệu mấy về mỹ phẩm. Và Vân nhớ luôn cái ngày luôn đó các anh chị, đó là ngày 4 tháng 11 năm 2020 cho tới bây giờ. Và cứ đều đặn mua một tháng là cứ một đơn hàng là ít nhất 2 đơn, 3 đơn, 4 đơn. Và có một tháng là chỉ mua cho Vân gần 40 triệu doanh số. Nồi chiên nè, nồi chiên không dầu, rồi sau đó giới thiệu cho anh nữa. Về nướng con gà thích quá, thế là giới thiệu cho ông anh mua thêm cả. Các anh chị thấy không ạ? Giống như là chị em luôn á các anh chị. À đó, khách hàng nó phải đến nỗi như thế. Và họ là gì các anh chị? Họ giống như là chị em thương mình. Có những khách hàng mà nói là em ơi em thích ăn cái đó không, chị gửi lên. Khi nào thích ăn nói chị gửi lên các anh chị. Đó, đó chính là cái sự mà mình chăm sóc khách hàng, mình làm thân với khách hàng và họ giống như là người thân của mình các anh chị. À các anh chị ha. Rồi, thì khi mà mình hướng dẫn cho họ xong thì khi mà họ được hướng dẫn đó thì cái ngày đầu tiên á các anh chị, cái đây là cái cách của Vân làm nha. Vân chia sẻ cho các anh chị thì các anh chị thấy mà mình triển khai được mình làm nha. Cái đầu, cái ví dụ như là ngày hôm nay khách hàng nhận hàng đúng không, thì qua ngày hôm sau Vân sẽ hỏi khách hàng là gì, à thăm hỏi cảm nhận của họ. Cảm nhận ở đây á, khách hàng họ hay bị hiểu nhầm đó là có hiệu quả chưa các anh chị. Nhưng mà mình phải giải thích là không, chị em muốn hỏi để xem coi là mình sử dụng sản phẩm đó, mình uống và nó có cái mùi vị gì không, nó có vị giác gì không, ví dụ như là chị thấy nó chua ngọt hay gì đó, rồi nó có khó uống không, nó có đắng không, nó có bị nhẫn không, và cái mùi hương nó có dễ chịu. Rồi khi mà sử dụng cái sản phẩm lên da, chị thoa cái dưỡng lên da, chị có cảm thấy bị ngứa gì không, hay là bị kích ứng gì không, bị châm chích gì không các anh chị. Đó chính là cái cảm nhận của khách hàng trong cái ngày đầu tiên mà Vân sẽ hỏi ngay lập tức. Khi mà Vân bán cho khách hàng xong, sáng ngày mai 5 AM xong là đầu tiên, xong là Vân sẽ nhắn tin là chúc họ một ngày mới, chúc họ ngày mới, và bắt đầu Vân hỏi về cái việc họ sử dụng sản phẩm. Những khách hàng nào mà họ chưa dùng là mình biết liền, là họ nói là em ơi chị chưa dùng, chưa kịp dùng, thì mình biết là họ chưa dùng. Cho nên là mình sẽ khuyến khích họ dùng đi, bắt đầu họ dùng ha. Thì mình sẽ để sau một tuần mình sẽ tiếp tục mình hỏi, tại vì thường á là mình sẽ có cái cảm nhận ha. Thường thì rất là ít cái sản phẩm, ví dụ như xăm á, thì nếu như mà ai mà bị vấn đề gọi là dạng như là vấn đề bệnh lý nhiều á, thì chúng ta sẽ cảm nhận được trong những cái ngày đầu tiên các anh chị. Ví dụ như là 1, 2, 3 ngày, nếu như các anh chị mất ngủ lâu hay các anh chị mà bị mất ngủ nhiều, thì các anh chị uống xong là các anh chị sẽ cảm thấy là mình ngủ nhanh các anh chị, mình sẽ ngủ ngon giấc thôi các anh chị ha. Thì lúc đó các anh chị sẽ cảm nhận được sau khoảng tầm 2-3 ngày. Nhưng mà thường khi mà một cái sản phẩm để mà có thể thẩm thấu và cảm nhận sâu sắc hơn một chút xíu thì chúng ta cần phải là 1-2 tuần các anh chị. Thì đây chính là 7-14 ngày. Thì chúng ta sẽ liên tục chúng ta hỏi ha. Chúng ta sẽ hỏi thì chúng ta sẽ nhắc khách hàng chụp lại những cái hình ảnh, hoặc là gì ạ, có sự so sánh về những cái vấn đề bệnh lý. Ví dụ như là da thì chúng ta sẽ chụp cái hình da trước khi mà chúng ta tư vấn cho Vân chỉ các anh chị luôn nè. Nếu như các anh chị bán mỹ phẩm thì điều đầu tiên trước khi các anh chị chốt đơn thì các anh chị nhờ khách chụp lại cái da mộc của họ, không dùng app nha các anh chị, không dùng app, và da mộc hoàn toàn, để sau 1 tuần, 2 tuần
các anh chị sẽ nhờ họ chụp lại, tiếp tục các anh chị sẽ làm ghép hình, ghép của hình đầu trước khi sử dụng và sau một tuần sử dụng, sau hai tuần sử dụng. Thường những cái khách hàng họ sử dụng mỹ phẩm họ không nhìn thấy được đâu, tại vì họ nhìn thấy họ mỗi ngày, họ không nhìn thấy họ mỗi ngày, họ nhìn thấy họ mỗi ngày cho nên họ không thấy được sự thay đổi. Nhưng khi các anh chị ghép lại thì các anh chị sẽ thấy được sự thay đổi và phân tích cho khách hàng thấy được là nó thay đổi như thế nào. Còn với những cái khách hàng á, mà họ bị giống như là họ bị mệt, họ bị mất ngủ, thì khi họ sử dụng á các anh chị, à, lúc mà mình tư vấn cho họ thì mình sẽ khơi gợi bằng những cái câu hỏi nha. Vân chia sẻ cho các anh chị cái cách khơi gợi những cái câu hỏi này. À, là sau khi mà mình sử dụng một thời gian á, thì anh với chị hay là cô gì chú bác gì đó là cảm thấy là mình ngủ ngon hơn chưa, cái giấc ngủ của mình nó ngủ được sâu hơn chưa, mình ngủ được tốt hơn chưa. Vân ví dụ nha các anh chị, ví dụ mà nãy giờ mình đang ví dụ cái sản phẩm xăm mà, thì Vân liên kết luôn ha. À, ví dụ như là họ sử dụng cái sản phẩm đó, họ thấy ngon, ngủ ngon hơn không, họ đỡ mệt hơn không. Chứ các anh chị đừng hỏi là à, bữa giờ dùng có hiệu quả không, thấy như thế nào, họ không biết đường trả lời đâu các anh chị. Mà chúng ta phải đưa những câu hỏi mà nó có sẵn cái đáp án vô luôn để họ trả lời cho các anh chị. Ví dụ như là bữa giờ là mình ngủ ngon hơn rồi phải không anh? À, mình giấc ngủ của mình nó sâu hơn, mình dễ ngủ hơn rồi đúng không ạ? Ừ đúng rồi em. Thì rõ ràng đúng không ạ? Mình đưa cho họ luôn là coi như là họ sẽ chết với cái câu trả lời đó cho mình. Chứ mình đừng có đưa cho họ những cái câu hỏi mà gọi là câu hỏi đóng, thì họ sẽ không trả lời được đâu các anh chị. Rất ít khách hàng họ sẽ phân tích chi tiết cho các anh chị. Rất ít. Mà là những khách hàng họ sẽ diễn tả hời hợt lắm. Thì chúng ta phải vạch ra cho họ luôn những cái đáp án để mà gì ạ, có câu trả lời mở, họ trả lời cho mình. Hai các anh chị ha. Nên là mình sẽ chụp lại những cái feedback đó. Mình sẽ chụp lại để mình thấy được là à, vậy là sau một tuần là mình thấy ngủ ngon rồi, mình cố gắng mình sử dụng ha. Mình đỡ mệt hơn đúng không? Mình sẽ duy trì ha. À thì lúc này là các anh chị, à chúng ta sẽ thấy được là gì? Cái sự cải thiện ha các anh chị. Thì chúng ta nói là à, mình nhấn mạnh vào cái sự cải thiện đó. Bây giờ mình đang dùng mới có một tuần ha, thì ngủ ngon, đảm bảo từ từ mình sẽ thấy ngủ ngon hơn nữa ha. Mình cố gắng kiên trì, mình cố gắng mình sử dụng đều đặn nha. Đó, rồi. Còn nếu như mà họ sử dụng chưa hiệu quả, chưa có cái cảm nhận sâu sắc, thì chúng ta giờ đồng cảm với họ các anh chị, khuyến khích cho họ, cho khách hàng cần thường xuyên và kiên trì. Chúng ta nhớ nè, lúc này họ nói là chị cũng chưa thấy gì em ơi. À, thường nha, Vân thấy luôn là các anh chị bị cái trường hợp đó là gì, các anh chị đưa những cái câu hỏi đóng á, xong cái họ nói là ừ chị cũng thấy bình thường, không thấy gì hết á. Đúng không ạ? À, ai đúng những cái trường hợp giống như Vân nãy Vân vừa kể cho các anh chị không, có giống không, có ai giống cái trường hợp mà Vân tích không ạ? À, có nghĩa là gì, à chúng ta đưa cho họ những cái câu hỏi đóng á, ừ chị thấy làm sao, chị thấy là mình dùng nó có hiệu quả không. À, chúng ta không đưa cho họ những cái điều đó, chúng ta đưa cho họ cái bắt đầu là họ không biết trả lời sao, họ không có biết diễn giải đúng không ạ, họ không biết là trình bày cho các anh chị. Rất hiếm hoi mà có nhiều chị là diễn giải và chia sẻ và từng ly từng tí cho các anh chị đâu. Khi mà chúng ta gặp những cái trường hợp đó chúng ta phải mừng ha, chúng ta phải rất là mừng đúng không ạ, chúng ta rất là mừng khi mà khách hàng họ diễn tả chi tiết các anh chị. À hả, còn không là cái gì, chị thấy làm sao, dùng ổn không chị, tốt không, chúng ta trả lời tốt mà không biết tốt cái gì, không biết cải thiện cái gì, rồi lấy cái gì để mà đi chia sẻ cho những cái người mà bị như thế. Các anh chị cứ biết là sản phẩm tốt nhưng mà nó không đánh đúng được là bây giờ chị đang mất ngủ thì chị cải thiện được giấc ngủ không ha. Thì có những cái khách hàng còn nói luôn chị chưa thấy gì hết em ơi, chị cũng cảm thấy nó bình thường em ơi. Đúng không ạ? Thì lúc này các anh chị có một cái trường hợp đó là chúng ta sẽ đồng cảm, ôi vậy hả chị, không sao hết trơn á, mới có một tuần thôi. Vì vấn đề của mình nó có nhiều vấn đề thật sự luôn các anh chị. Có những khách hàng người ta bị nặng quá, người ta rất là nhiều vấn đề về sức khỏe, cho nên là gì, họ dùng nó chưa đủ liều lượng để mà đủ phê để xử lý được, thì mình phải giúp họ hiểu là không sao, chị có nhiều vấn đề quá cho nên là gì, chị bây giờ dùng mới một tuần thôi, nó chưa có đủ lượng cho nên là mình sẽ chưa cảm nhận sâu sắc đâu, thì hãy cố gắng thường xuyên dùng nhiều hơn và kiên trì nha, kiên trì để mà nó đủ được cái liều lượng thì nó sẽ dần dần cải thiện. Thì lúc này chúng ta tiếp tục chăm sóc con vịt, chúng ta chăm sóc hoặc là gì, nó không đủ phê đúng không ạ, nó không đủ phê
thì chúng ta sẽ gì? Upsell thêm. Cross-sell chính là gì các anh chị? Chúng ta sẽ bán thêm những sản phẩm khác các anh chị. Có nhiều người là gì? Chỉ chăm chăm sử dụng kem chống nắng thôi. Làm sao mà gì? Mà sao da nó khỏe lên được? Nhưng mà họ lúc đầu họ nghe mình, họ nói là thôi bây giờ chị chỉ thích và xài kem chống nắng thôi, và ở nhà chị có cái bộ cũ rồi, chị dùng kèm theo thôi. Ok, em bán cho chị kem chống nắng. Nhưng mà một tuần sau quay lại thì nói là đấy, em nói chị dùng như vậy đôi khi nó không đi cùng một bộ á. Thì em thật sự luôn là em chia sẻ cho chị rất là thật tình, nếu như mà mình sử dụng như thế nó không đạt được hiệu quả thì có phải là phí hay không. Thì lúc này mình sẽ upsell cho họ thêm những sản phẩm. Chị cần phải có bộ làm sạch. Nếu như chị keo bo kem chống nắng mà chị làm sạch không kỹ thì chắc chắn nó sẽ bị vấn đề này. Và một cái bí quyết cho các anh chị luôn, và các anh chị hãy nhớ nè, những khách hàng mà có nhiều vấn đề và những khách hàng mà sử dụng sản phẩm không có hiệu quả, chắc chắn một điều là các anh chị có thể bán họ sản phẩm cho họ tiếp. Nhớ nha. Nhớ nha các anh chị. Hãy nhớ là gì? Những khách hàng mà sử dụng sản phẩm chưa hiệu quả là chúng ta sẽ bán được cho khách hàng đó nữa. Chứ đừng có nghĩ là những khách hàng không có hiệu quả là không bán được nha. Sai rồi đó các anh chị. Đôi khi những cái khách hàng họ sử dụng sản phẩm hiệu quả mình khó upsell, chứ còn những khách hàng nào mà có vấn đề mà không hiệu quả là chắc chắn là phải bán được. Vậy thì cái việc của chúng ta đó là gì? Đi khui ra coi là ở chỗ nào phải gì ạ? À? Phải biết được là gì ạ? À? Hãy giúp cho họ xác định được cái nhu cầu của họ, cái vấn đề của họ, cái nỗi đau của họ là gì. Nha các anh chị. Phải biết được là cái nỗi đau của họ là gì. Và chúng ta phải tìm đúng được cái chỗ mà nó đang bị gì? Nó đang bị úng, nó đang bị gọi là gì ạ? Nó đang chuẩn bị là hình thành ra là những cái con sâu đó các anh chị. Hãy tìm những cái chỗ đó và dẹp ngay cái lúc đó các anh chị. Hãy xử luôn vậy. Trong một cái gỗ rổ trái cây mà mình nếu như một cái quả nào nó úng thì chúng ta phải xử lý nó ngay, chứ không thôi là nó lan ra, đúng không ạ? Nó lan ra những cái trái khác và coi như là úng nguyên rổ. Thì chúng ta phải tìm được cái điểm của khách hàng, cái chỗ vấn đề của khách hàng, cái vấn đề của họ là gì, tại sao lại không có hiệu quả, tại sao vẫn chưa đạt được hiệu quả, thì chúng ta đi giải quyết ha các anh chị ha. Tại sao là chị dùng hoài mà nó không hết nám? Tại vì chị có dùng đúng cái liệu trình đâu, chị có đi đúng cái phương pháp của em đâu. Chị lấy cái gâu ông này chị cắm vào với bà cái càm bà kia, chị lấy cái gâu của ông này chị cắm vào cái càm của ông kia thì làm sao nó hiệu quả. Mà ngay từ đầu em phân tích cho chị nhưng mà chị không hiểu, chị không chịu chấp nhận về cái việc đó, thì em chỉ làm sao để giải đáp được cho chị những cái điều đó thôi. Thì phải rõ ràng không các anh chị, thì lúc đó họ sẽ lại tin tưởng các anh chị hơn. Vân nói không các anh chị luôn là những cái khách hàng mà không nghe lời Vân á, Vân tư vấn rất là thiệt tình các anh chị. Vân nói luôn là liệu trình như thế, đi như thế đi, mà trả lời là như đúng như là như lời Vân nói luôn các anh chị. Quay lại cuối cùng là gì? Tốn kém thêm khúc. Tại vì dùng cái kia mê rẻ, đó là không hiệu quả. Cuối cùng là quay lại để mà khi nhờ Vân tư vấn các anh chị. Hai các anh chị thấy không ạ? Cho nên là các anh chị nhớ nha. Những cái người nào, cái khách hàng của mình mà họ dùng chưa hiệu quả, họ dùng mà có vấn đề là tiếp tục upsell, tiếp tục bán tiếp các anh chị ha. Sau đó là gì? Một tháng các anh chị, sau một tháng chúng ta cũng sẽ tiếp tục là gì, lấy những cái feedback của họ, cải thiện những cái feedback, mình tiếp tục thu thập những cái feedback. Chúng ta một cái người mà bán hàng, một cái người bán hàng các anh chị, và các anh chị muốn mà mình có thật nhiều khách hàng và mình có thể thu hút được nhiều khách hàng, thì cái điều đầu tiên đó, các anh chị phải có kho feedback. Giống như là nhà sản xuất đó, họ muốn truyền bá được sản phẩm của họ thì họ phải có feedback đúng không? Chúng ta cũng như thế, chúng ta cũng phải có feedback của mình, chúng ta cũng phải có kho feedback của mình. Thì bây giờ các anh chị có thể tận dụng được những cái kho ở đâu? Những cái kho của nhà cung cấp ở trên Gabo đó các anh chị. Gabo mình đưa về Gabo rồi các anh chị nha. Vân nói các anh chị nè, các anh chị bây giờ mà các anh chị còn nằm trong những cái nhóm Zalo á thì các anh chị đang chưa có thật sự hiểu về cái nhóm Gabo đó các anh chị. Tại sao? Nhóm Zalo á, các anh chị nhìn hồi trước á, lúc đó đó là mỗi một nhà cung cấp nó có rất là nhiều nhóm. Bây giờ mình về Gabo rồi mình gom hết nguyên một nhóm vô trong đó đúng không? Thì nhà cung cấp họ sẽ tập trung vào để họ chăm sóc cái nhóm đó và họ sẽ gửi cho các anh chị nhiều tài liệu nhất. Và các anh chị
trực tiếp trong nhóm đó các anh chị được giải đáp liên tục ha. Còn nhiều khi trong những cái nhóm, nhiều nhóm quá, nhiều khi là mình không có cập nhật được, họ quên cái nhóm này, họ quên cái nhóm kia, đúng không ạ? Chúng ta hãy nhớ là chúng ta phải tận dụng cái Zalo. Nhà cung cấp nào mà chưa, các anh chị hãy nhắn thẳng vô luôn là giúp Dùm Vân, là dạ hãy truyền thông với Dùm Vân cái điều này, là kêu họ chuyển qua Zalo đi. Để làm gì các anh chị? À Zalo tải được hình mà, Vân tải được hình và Vân tải được video luôn các anh chị. Nên là các anh chị, cái này các anh chị hỏi lại nha. Các anh chị nào mà nói là Zalo tải không được hình là mình xem lại nha. Vân tải được video luôn. Cho nên là các anh chị mình nhớ nè, nó chính là những cái kho feedback của mình đó. Mình hãy lưu vào, mình hãy, với lại Vân thấy Zalo nó cũng dễ hơn nữa các anh chị. Nó cực kỳ dễ hơn ha. À, lưu một cái là một phát là về liền các anh chị ha. Thì các anh chị nhớ là mình nếu như mình không có thể làm riêng cho mình được, thì mình hãy tận dụng những cái nhóm nào, những cái nhóm của BDB đó, để mà mình gì ạ, mình có cái feedback đó các anh chị. Để mình vô, mình muốn cái mình vô trong cái kho ảnh đó, mình tìm kho tài liệu, mình tìm ngay lập tức các anh chị. Bữa giờ là Vân đều dùng như thế. Những cái sản phẩm, ví dụ như là Vân muốn lấy những cái clip về Kuchen đi, về cái máy rửa chén đi. À Vân không có đi lướt rồi, mà Vân vô sẵn luôn cái nhóm đó. Vân đi thẳng vô cái phần mà tài liệu, hình ảnh, video, tắt vô đó, tìm cái đã ra các anh chị. À các anh chị thấy không, gửi ngay cho khách hàng, đăng bài ngay lập tức, dễ không? Đấy ha, nhớ nha, nhớ làm cái đó nha. À sao em vô Zalo không được? Rồi mấy cái này các anh chị liên hệ những cái anh chị mentor với Vân nha. Vân không có thời gian để giải đáp cho các anh chị chỗ này. À ok ha. À, rồi thì các anh chị hãy so sánh những cái điểm khác biệt trước và sau. Giống như hồi nãy Vân nói đó, là gì, chúng ta sẽ có cái tấm hình. Vân nói các anh chị luôn, có những cái khách hàng mà bị nám, bị tàn nhang, sau một tháng là Vân thâu đo, Vân so hình vô mất luôn những cái đốm tàn nhang đó các anh chị. Cực kỳ mê luôn các anh chị, mê ơi là mê luôn. Thế là mình tư vấn cái gì cũng nghe, bây giờ nó đã cải thiện rồi thì nó đã tính cải thiện từ từ, bây giờ chị tiếp tục chăm sóc. Và biết sao không các anh chị, hết cái bộ đó mua thêm cái bộ khác, hết cái bộ đó mua thêm cái bộ khác, tư vấn uống bên trong mua luôn các anh chị. À mua luôn cái mua những cái sản phẩm uống ở bên trong để hỗ trợ những cái người bị nám, người tàn nhang thì phải uống ở bên trong. Chúng ta sẽ thấy so sánh được rồi. À hôm nay nè, cái tóc của chị nó nhiều hơn rồi, em thấy là cái tóc, sợi tóc của chị nó dày hơn rồi. À, so với cái hình trước kia các anh chị ha. Mình sẽ so sánh những cho khách hàng họ thấy được bằng mắt các anh chị, cho họ thấy được bằng mắt. Còn ví dụ như những cái sức khỏe của họ thì họ sẽ cảm nhận được, chứ không cần để mình nói đâu các anh chị. Rồi khai thác những cái nhu cầu khác của khách hàng. Họ có những ai? Họ có chồng, có vợ, có con, có ba mẹ, à hai bên các anh chị, anh chị em, đúng không ạ? Họ cũng là khách hàng của mình đó, đừng có nói họ không phải là khách hàng đâu, vì họ cũng có nhu cầu đánh răng, họ cũng có nhu cầu rửa mặt, họ cũng có nhu cầu bảo vệ sức khỏe, họ cũng có nhu cầu chăm sóc gia đình của họ, thì họ cũng chính là khách hàng của mình. Và chúng ta hãy đăng những cái bài xung liên quan đến những cái vấn đề của khách hàng đó, để làm gì? Kích thích tạo ra những cái tò mò cho những cái khách hàng. Và cái điều tiếp theo đó là gì? Chúng ta khi chúng ta tạo ra được những cái hiệu ứng đó rồi, thì chúng ta sẽ upsell, chúng ta sẽ cross sell. Giống như hồi nãy chị Ngọc có chia sẻ đó, là chị bán từ những cái gói là gì, hỗ trợ về tiêu hóa, đúng không ạ? Sau đó là chị bán từ từ lên nồi chiên, rồi bán luôn những cái máy lọc nướng đó các anh chị. Hãy luôn luôn là gì, upsell và cross sell ha các anh chị ha. Luôn luôn nhớ nè, cái người khách của mình, à trong gia đình của họ, con họ cũng còn, rồi gì ạ, gia người, nhà của họ cũng còn. Họ có cần những cái sản phẩm về vệ sinh bếp không? Có, mình có không? Kệ hàng Shopee mình có không? Có. Rồi những cái sản phẩm hỗ trợ về sức khỏe có không? Có luôn. Nước giặt có không? Có luôn. Nước lau nhà có không? Có. Tất cả mọi thứ mình có. Thậm chí kem đánh răng, bàn chải, rồi gì ạ, à, những cái nước hoa cũng có luôn. À, không có gì mà không có. Cho nên là quan trọng là mình có muốn bán cho họ không. Và mục tiêu của Shopee đó là gì ạ? Chúng ta sẽ bán 100 sản phẩm cho một khách hàng, chứ không phải là bán một sản phẩm cho 100 khách hàng các anh chị. Các anh chị hãy nhớ điều đó. Và cuối cùng đây chính là một cái bí quyết của Vân này các anh chị. Mình không ngần ngại, mình sẽ nhờ khách hàng của mình. Họ chính là kênh quảng cáo tuyệt vời nhất của mình, và kênh quảng cáo hoàn toàn miễn phí của mình. À, mà nếu như có mất phí,
với cái kênh quảng cáo này, Vân cũng sẽ chấp nhận. Đó chính là gì các anh chị? À, mình sẽ nhờ họ giới thiệu khách hàng cho mình. Giới thiệu là gì? Có những cái khách hàng thân đó các anh chị, họ giới thiệu cho Vân là Vân không cần phải trả, không cần phải làm gì luôn các anh chị. À, Vân có chị ở bên Gò Vấp có vui lắm. À, chị sử dụng sản phẩm của bên mình á. Cái xong rồi các anh chị biết không ạ? Chị đi vô bệnh viện á, chị chăm ba chị. Cái xong chị thấy người ta cũng bị vấn đề, bị sức khỏe, bị đau đầu. Cái chị dùng chị tốt quá. Chị dùng của Vân là Vân nói với các anh chị là từ năm ngoái tới năm nay thì cứ dùng đều đặn thôi. Thế là chị giới thiệu cho cái chị kia. Hay cái chị mà không quen biết với chị luôn, chị giới thiệu là à, chị đang dùng cái xăm này, thấy là dùng nó khỏe hơn. Bắt đầu các anh chị biết không ạ? Cho Vân số điện thoại và tư vấn và chốt luôn. Và cái chị đó bữa giờ là mua của Vân là à, sản phẩm về xăm nè, à, sản phẩm về xương khớp nè. À, các anh chị thấy không ạ? Tự nhiên mình ra có một khách hàng. Và khách hàng đó được giới thiệu lại rất là dễ dàng tư vấn luôn các anh chị. Tại vì khách hàng của mình giới thiệu á, sẽ có độ tin tưởng hơn là chính mình khi là mình tư vấn. Tại vì sao? Họ là người, họ chính là feedback, họ chính là sản phẩm của sản phẩm các anh chị. Họ chính là gì ạ? Cái người thật, việc thật để mà nói với cái người kia là gì ạ? À, em đang dùng cải thiện vậy 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 đó. Chứ nó sẽ khác hơn là mình đi tư vấn nha các anh chị. Chưa chắc là họ sẽ tin mình hơn là cái người khách hàng của mình các anh chị. Cho nên là giờ tự nhiên cái Vân có một cái chị khách hàng đó, và chị khách hàng đó cũng đang sử dụng những sản phẩm từ sử dụng là sản phẩm về hỗ trợ về đau đầu nè, rồi sản phẩm về xương khớp nè, chị đó còn sử dụng diệp lục nữa, rất là nhiều sản phẩm luôn ha. Thì mình thấy là tuyệt vời không ạ? Rất là tuyệt vời ha. Và thậm chí luôn là gì, có những cái khách hàng mà sử dụng sản phẩm á, và giới thiệu sản phẩm cho Vân thì mình sẽ dành những cái phần quà, những cái phần quà, những cái voucher. Thì những cái này Vân sẽ quy đổi về sản phẩm của mình hết luôn đó. Không bao giờ Vân giảm giá cho khách hàng. Các anh chị trong việc mà bán hàng, mà các anh chị giảm giá bằng tiền mặt cho khách hàng, mặc dù Vân biết là khách hàng họ rất thích giảm tiền mặt, nhưng các anh chị phải làm sao khéo léo để uyển chuyển đưa khách hàng những cái phần quà đó, những cái giảm, cái sự hỗ trợ đó về quà hết nha các anh chị. Về quà hết. Vì sao? Vì đây chính là kinh nghiệm của Vân đó. Khi các anh chị giảm tiền cho họ đó, anh chị giảm 100 ngàn, 200 ngàn, họ không nhớ đâu các anh chị. Họ vẫn nhớ là à, cái chai xịt New Glow nó vẫn là 1,8 triệu. Mặc dù các anh chị giảm cho họ 200 ngàn đúng không? Ví dụ thôi. Nhưng mà họ không nhớ đâu. Họ chỉ nhớ là à, cái chai đó 1,8 triệu. Nhưng nếu như các anh chị vẫn bán cho họ và các anh chị tặng cho họ thêm một cây son cũng trị giá là 100 đến 200 ngàn thì họ lại nhớ là à, em có tặng cho chị một cây son. Và son nó dùng tốt. Khi mà chị dùng xong thì bắt đầu chị lại mua tiếp các anh chị. Hoặc là gì? Có những cái người nào mà cũng đang muốn mua son thì chị đó lại tiếp tục giới thiệu cho Vân để khách hàng mua sản phẩm son. Các anh chị thấy không? Lợi hại không ạ? Cái này nó cực kỳ quan trọng. Ha các anh chị ha. Vân thấy luôn là mình giảm giá cho khách hàng bằng tiền mặt, đó chính là cái dạy. Một cái dạy các anh chị ha. Nhớ nha các anh chị. Hoặc là khi chúng ta đổi voucher, chúng ta tặng voucher có nghĩa là gì? Voucher này trị giá là 200 ngàn. Để làm gì? Để cho họ tiếp tục mua hàng nữa các anh chị. Họ tiếp tục mua những cái đơn hàng tiếp theo. Họ dùng cái voucher này để họ mua tiếp những cái đơn hàng tiếp theo các anh chị. Chứ họ không được quy đổi ra tiền mặt. Ha các anh chị ha. À, không được quy đổi ra tiền mặt. Rồi, ok chưa? Xong rồi ha. Xong cái bước này nha các anh chị ha. Rồi, qua cái bước thứ ba các anh chị. Đó chúng lúc này là chúng ta khi mà chúng ta làm tốt rồi thì chúng ta sẽ cần thiết lập quy trình để tạo ra được những khách hàng trung thành. Đặc biệt đó là gì? 20 khách hàng trung thành. 20 khách hàng trung thành. Chúng ta hãy vẽ ra một cái bảng. Chúng ta vẽ ra giúp cho Vân một cái bảng là nốt lại làm sao kiếm đủ 20 khách hàng trung thành các anh chị. 20 khách hàng. Trong đó nó sẽ có một cột đó là gì? Tên, số điện thoại, địa chỉ của họ, những cái vấn đề mà họ đang gặp, những cái vấn đề mà họ đang gặp, những cái dạng giống như là những cái nhu cầu của họ. Rồi kế bên đó là gì các anh chị? Sản phẩm họ đã mua rồi, sản phẩm của họ mua rồi. Rồi tiếp tục là gì? Mua lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm các anh chị ha. Thì các anh chị note lại những cái đó với Trường Vân để mình làm lạc ra một cái bảng. Thì sau khi mà các anh chị có cái bảng đó, các anh chị sẽ làm gì? Đi theo cái quy trình đó là sự tăng trưởng. Đầu tiên là khi họ mua lần đầu tiên là 10% đúng không?
họ mình sẽ upsell sau khoảng tầm là thường khi mà Vân bán cho khách hàng là khoảng tầm là trễ lắm là một một tuần đến 2 tuần là Vân upsell tiếp rồi, upsell tiếp nha các anh chị, mà gọi là khách hàng mà chậm nhất luôn là 1 tháng là Vân upsell tiếp, nó sẽ tăng lên các anh chị, mình sẽ tăng lên là 25%, 50%, 75%, và những khách hàng mua đều đặn mỗi tháng sẽ là 100%, thì mình sẽ hoàn thành được những khách hàng trung thành. Và hãy nhớ luôn là hãy phải làm sao lắp đủ 20 khách hàng trung thành, nhớ nha các anh chị nha. Nếu như mà lỡ mà chúng ta bị mất đi một khách hàng trung thành thì chúng ta phải tiếp tục là xây dựng để tìm kiếm để lắp vô 1, 2, 3 do cái số lượng mà chúng ta bị thiếu để chúng ta lắp vào nha. Nhớ nha. Đó chính là cái cách mà Vân chỉ cho các anh chị để các anh chị theo dõi nè. Mình cũng có thể theo dõi được cái số lượng của cái khách hàng đó mua bao nhiêu doanh số trên cái app của mình vẫn được. Nhưng mà thường thì Vân muốn chi tiết là Vân sẽ lập ra luôn. Vân sẽ lập ra một cái bảng trên Drive á, là Vân note luôn kỹ luôn là lần đầu tiên họ mua cái gì, lần thứ hai họ mua cái gì các anh chị. Đó, Vân sẽ lập ra. Ok ha. Rồi. Đây chính là một cái bảng mà Vân sẽ cho các anh chị thấy được cái sự tăng trưởng. Ở kệ hàng của mình đó gì các anh chị? Chúng ta sẽ có rất là nhiều sản phẩm và rất là nhiều những cái ngành hàng khác nhau đúng không ạ? Những cái dòng sản phẩm khác nhau, từ những cái sản phẩm về làm đẹp, về sức khỏe, về đồ gia dụng các anh chị. Thì chúng ta sẽ theo dõi là ví dụ như họ họ dùng họ tiêu dùng lần đầu tiên là một cái nồi chiên không dầu. Họ tiêu dùng là một cái máy rửa chén. Họ tiêu dùng lần thứ hai là gì, một cái máy ép chậm. Họ tiêu dùng lần thứ ba, lần thứ n thì họ sẽ mua những cái đồ đồ gia dụng. Nhưng mà quy cho cùng các anh chị mà bán về những cái sản phẩm đồ gia dụng á thì Vân rất là ngưỡng mộ các anh chị, rất là ngưỡng mộ ha, tại vì Vân cũng không có giỏi về cái việc bán những cái đồ gia dụng mà giá thành cao ha. Sau này là bắt đầu Vân đang đang cố, cũng là mình đang đang có một cái mình đang lên một kế hoạch để mình có thể bán những cái sản phẩm giá trị cao các anh chị. Nhưng mà Vân thấy nó tái tiêu dùng, Vân muốn là định hướng được những cái sản phẩm mà có thể tái tiêu dùng liên tục và đều đặn mỗi tháng, đó chính là dòng dòng sản phẩm mà sức khỏe các anh chị. Có phải là mỗi tháng họ đều bảo vệ sức khỏe của họ không, họ có thể là gì ạ, sử dụng kem đánh răng đều đặn không, họ có phải dùng sữa tắm mỗi ngày không, họ có phải sử dụng dầu gội đầu thường xuyên không, thì Vân sẽ đưa những cái sản phẩm đó về những sản phẩm cuối thể của các anh chị và bắt đầu mình sẽ upsell cho họ mỗi tháng. Ví dụ như họ uống một cọc sâm thì bây giờ họ mua một nồi chiên không dầu, họ mua một máy rửa chén, họ mua một robot, thì cuối cùng cũng sẽ hướng cho họ về mua những cái sản phẩm về sức khỏe các anh chị. Mỹ phẩm xong rồi mẹ và bé nếu họ có con có nhu cầu, sau đó là mình sẽ theo dõi và mình đưa họ về một cái sản phẩm, đó là sản phẩm cuối phễu, là sản phẩm quan trọng nhất cho cái cuộc sống của họ, đó chính là về sức khỏe các anh chị. Ha, về sức khỏe đó là mình sẽ những cái sản phẩm mà dùng đều đặn hàng tháng nó hết và tái tiêu dùng liên tục, thì bắt đầu là mình sẽ có những cái sản phẩm như là sâm đông trùng hạ thảo, sản phẩm canxi, bào tử lợi khuẩn đó, thì chúng ta có thể đưa về những cái sản phẩm đó để làm sản phẩm cuối phễu và cứ mỗi tháng đều đặn chúng ta bán. Họ không thể bỏ cái sản phẩm đó được vì họ phải bảo vệ sức khỏe họ liên tục, không ai mà gọi là dùng một thời gian mà khỏe hoài được các anh chị ha. Thì chúng ta sẽ quay về đó, thì chúng ta sẽ có trình tự tháng thứ nhất, tháng thứ hai, tháng thứ ba, hồi nãy Vân chỉ cho các anh chị lập cái cột rồi đó, sẽ có cái cột và chúng ta sẽ theo dõi, chúng ta phải theo dõi cái lộ trình của những cái khách hàng họ mua như thế nào. Và đây chính là những cái mà chúng ta phải cần lưu ý, đó là những cái thời điểm vàng các anh chị. Thời điểm vàng như thế nào, tại sao nó là thời điểm vàng, thì đây chính là những cái thời điểm mà chúng ta có thể upsell, chúng ta có thể drop sell được các anh chị. Đó chính là gì các anh chị? Đầu tiên đó chính là cuối tháng hoặc đầu tháng. Có những nơi á là sẽ gì ạ, nhận lương cuối tháng, có những nơi á sẽ nhận lương là đầu tháng đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ canh cái lúc này là cái nguồn tài chính của họ dồi dào nhất, thì cái lúc này là nhu cầu tiêu dùng của họ sẽ tăng cao nhất không chị? Có tiền thì mới tiêu dùng được đúng không, phải mới có nhu cầu được đúng không các anh chị? Giống như là chuẩn bị chúng ta đi mua đồ Tết thì chúng ta sẽ chờ gì, chờ hoa hồng của công ty về chúng ta mới có tiền chúng ta đi mua đồ Tết đúng không, chúng ta đi sắm đồ Tết đúng không ạ? Đó thì chúng ta sẽ biết được, nắm bắt được cái khúc này, chúng ta hãy kết nối với họ trong những cái đỉnh điểm này. Rồi rồi cái thứ hai đó chính là gì, sau 2 cho đến 4 tuần sau khi họ mua sản phẩm. Hồi nãy Vân nói đó, thì thường là với một khách hàng sau
cái tuần đầu tiên hay là đến tuần thứ hai là Vân đã upsell cho họ rồi. Thì cái lúc này nè các anh chị, nó là một cái lúc mà cảm xúc của họ hài lòng khi họ sử dụng sản phẩm. Thì lúc này họ sẽ có thêm cảm xúc để họ mua hàng tiếp theo. Hay là cảm xúc khi mình nói đến những cái sản phẩm hỗ trợ cái vấn đề nó đạt được hiệu quả cao hơn. Thì mình tẩy lên, tẩy cái cảm xúc của họ lên và kích thích cái nhu cầu mua hàng của họ. Cái nhu cầu lúc này họ cũng sẽ cao ha. Tại vì đang cải thiện mà. Tôi đang cải thiện thì tôi không thể nào tôi dừng lại. Và nó muốn nhanh hơn thì lúc này họ phải bổ sung hơn. Ví dụ như bây giờ mình Vân bán là đông trùng hạ thảo đi. Thì Vân sẽ bồi thêm là sâm để mà phối vô các anh chị. Hoặc là gì? Đông trùng hạ thảo xong rồi, bán những cái sản phẩm về bào tử lợi khuẩn, hay là những cái sản phẩm về diệp lục. Đấy, chúng ta bồi vô cho các anh chị. Thì nó bổ trợ cái gì? Thì chúng ta hãy nhớ nè, cái này là nó sẽ cần kiến thức là bồi như thế nào, phối như thế nào để mà để đạt được hiệu quả. Ví dụ như họ dùng cái sản phẩm về sức khỏe, thì bắt đầu là phụ nữ đúng không? Có nhu cầu làm đẹp, bồi vô sản phẩm làm đẹp. Chị ơi, cái này mình cái khi mà chị sử dụng, bữa giờ em thấy cái da của mình nó có vấn đề, nó cũng hay, cũng không được sáng. Thì bắt đầu mình bồi vô trên cái, để mình upsell, mình drop sell ha các anh chị ha. Rồi, và thời điểm cuối cùng đó chính là thời điểm họ hết sản phẩm. Ở Shopee của mình nó có cái phần đó là nhắc nhở đúng không? Nhắc nhở, cái app của mình nó có một cái công cụ đó là nhắc nhở cái lộ trình, cái liệu trình của khách hàng nó chuẩn bị hết. Cái sản phẩm của họ, cái giống như là mình cho họ cái liệu trình để điều trị đó, nó hết rồi thì chúng ta phải nhắc nhở họ các anh chị, nhắc nhở để mà họ tiếp tục giữ cái liệu trình và đạt được hiệu quả. Giống như họ uống Bixin đi thì không thể nào uống một lọ mà nó đẹp được các anh chị. Họ phải uống 3 lọ đến 5 lọ ha. Hoặc là cái mò mọc tóc thì họ phải sử dụng luôn cả có là gì? Uống bên trong và dầu gội bên ngoài. Thì có phải là lúc này chúng ta có thể tận dụng những cái nhắc nhở đó để chúng ta tạo ra được sự khan hiếm cho khách hàng. Hoặc là chúng ta biết họ chuẩn bị hết liệu trình rồi và chúng ta có những chương trình khuyến mãi đúng không ạ? Kích họ. Chị ơi, em thấy là cái lộ trình của mình cũng gần hết sản phẩm rồi, đang có chương trình khuyến mãi đó, thì chị tận dụng đi. Đằng nào mình cũng phải đang trong cái liệu trình mà, mình cũng đang trong cái quá trình mình điều trị, mình tận dụng khuyến mãi thì mình lợi hơn các anh chị. Thì lúc này nè các anh chị, mình sẽ nhắc nhở khách hàng của mình để tạo cho họ cái sự khan hiếm và chốt đơn thôi các anh chị. Để chốt đơn ha các anh chị ha. Ok ha. Giống như là bây giờ Vân có những cái khách hàng họ sử dụng theo phương tiện ha, bắt đầu Vân thấy là họ dùng đúng cái bộ là Vitaset 12 đi các anh, thì bắt đầu là đang có chương trình khuyến mãi đúng không? Vân gửi cho những khách này, chị yêu ơi, đang có chương trình khuyến mãi đúng cái bộ sản phẩm tự nhiên dùng này, tận dụng nha chị, được tặng thêm một cái kem chống nắng nữa, rất là xịn sò luôn. Thế là chốt đơn các anh chị, đúng không ạ? Đằng nào họ cũng sử dụng kem chống nắng. Và tự nhiên bây giờ chị mua như vậy, trong khuyến mãi như vậy, thì chị đỡ tốn tiền, bỏ ra 700-800 nghìn, 900, gần cả triệu chị mua một kem chống nắng. Lợi không? Lợi cực kỳ. Thế là mình chốt đơn thôi. Nhẹ nhàng không các anh chị? Mình phải biết được là cái thời điểm vàng để mình chốt đơn hàng ha các anh chị ha. Rồi, ok. Đó chính là tất cả những cái gì mà Vân tích góp là chia sẻ cho tất cả các anh chị trong cái buổi tối ngày hôm nay. Và rất là cảm ơn cái sự lắng nghe của các anh chị trong cái phần chia sẻ của Vân trong buổi tối ngày hôm nay các anh chị ha. Không biết rằng là nó có giá trị với các anh chị không ạ? Hồi nãy là mình có khoảng tầm 410 mấy người ha. Thì sau tới bây giờ thì là còn khoảng tầm rất hết 100 người, 100 thành viên ha. Không biết là các anh chị mình trễ quá hay sao? Đúng luôn các anh chị, đúng là 9 giờ rưỡi đúng không ạ? Mình hứa với nhau là 9 giờ rưỡi đúng không ạ? Cảm ơn các anh chị. Bây giờ là mình sẽ dành thêm khoảng tầm là 10 phút, 15 phút sẽ giải đáp cho các anh chị. Nếu như mình có những cái nào không hiểu, hay là các anh chị có những cái trường hợp nào, thì Vân sẽ giải quyết với các anh chị luôn nha. Ok không ạ? Đồng ý không? Vân sẽ cho các anh chị những cái xử lý trực tiếp luôn. Rồi em chào chị, rồi em chào tất cả các chị em trong lớp. Chị Vân ơi, cho em hỏi là như em bây giờ là trước em có tặng cô giáo em, cô giáo mà bữa 20 tháng 11 á, em có tặng con cô là có một cái sản phẩm Gold á, Anesgo á. Anesgo á, và bây giờ em muốn chăm sóc mà em thì em không biết kiểu nào mà chăm sóc được chị, tại vì em tặng mà em
em yếu cho nên là giờ này em không biết kiểu nào để chăm sóc khách hàng, để hỏi hỏi thăm đến á. Rồi, ok. Rồi. Bé nó là bao nhiêu tuổi ha chị? Mình có biết không? À, bé đấy có 3 tuổi thôi chị, 3 tuổi thôi. 3 tuổi. Nhưng mà bé nó đang gặp vấn đề về ví dụ như là biếng ăn rồi. Âm nó cả hay hay ốm vặt đó chị. Dạ, hay biếng ăn mà hay ốm vặt. Rồi khi mà mình gửi như vậy mình có hướng dẫn liệu trình cách uống như thế nào không? Là có, em có gửi tin nhắn cho cô cách uống mà thấy hôm bữa em hỏi lại thấy cô bảo là thấy bé còn ốm lắm cho uống, thì em bảo là cái này là giúp có thể khả năng cải thiện về cái tình trạng bé bị ốm vặt. Thế là hôm qua em có thấy hỏi, tin nhắn em hỏi cô qua lại á, thì cô không thấy nhắn tin lại. Thế thành ra bây giờ em muốn hỏi chị coi bây giờ mình phải xử lý thế nào. À, rồi ok, nó như vậy này chị. Ờ, theo như em học dinh dưỡng á, thì em biết là nó sẽ có ba cái, đó là thứ nhất là mình hấp thụ ha, hấp thụ, chuyển hóa và đào thải. Thì nó sẽ có ba cái giai đoạn trong cái cơ thể của mình, khi khi mình ăn vào á là nó có hấp thụ hay không. Cái thứ hai nữa là cái sự chuyển hóa, có nghĩa là cái chuyển hóa những cái dưỡng chất đó, nó có chuyển hóa được không, nó có chuyển hóa được năng lượng không. Thì nó còn lại là dựa vào cái khâu đó nữa. Và cuối cùng đó là đào thải. Thì cái việc của chị đó là chị phải tìm hiểu được là cái bé đó nó đang bị giai đoạn nào. Ví dụ nha, chị có thể đặt những cái câu hỏi như này. Chị đồng cảm không? Ồ vậy hả? Vậy hả cô? Bé dùng hết hộp chưa? Em bé dùng hết hộp chưa? Thì chị phải biết được là cái phụ huynh này cho dùng như thế nào nữa, cô giáo này cho dùng như thế nào nữa. Nhiều khi là cô giáo lại không cho dùng theo đúng liệu trình hay là liều lượng nữa, thì nó sẽ rất là khó chị ha, nó sẽ rất là khó. Thì cô chưa cho dùng luôn đó chị, cô chưa cho dùng luôn chưa cho dùng chưa cho dùng thì chị không nói sao, chị phải hỏi được là chị phải hỏi được là tại sao cô không cho dùng. Việc đầu tiên là bị ốm. Cô nói là bé bị ốm hả? Dạ. Rồi, chị phải nói luôn là trời, nếu mà bé ốm như vậy là chị dùng cái này nó khó càng tốt. Em chỉ cho chị một cách. Em chỉ cho chị một cách. Bây giờ chị đừng có cần kêu cô dùng nữa, mà là chị sẽ cho cô vào trong cái chuỗi đào tạo home sharing của NetGo. Hoặc là chị có thể chọn một cái buổi home sharing nào có cái sản phẩm mà có thể giải quyết được cái vấn đề đó, là tăng đề kháng cho bé. Tăng đề kháng cho bé chị cho vào trong cái lớp đó. Cái việc đó là chị cho cái người phụ huynh á, tại vì chị thấy phải đặt tâm lý của người mẹ. Chị có con rồi đúng không? Và chị đặt tâm lý của mẹ, nếu như mà một cái người nào đó biết rằng là có thể là chị là phụ huynh thì cô cũng sẽ có niềm tin đó. Nhưng mà để mà có niềm tin trọn vẹn thì chưa chắc. Cho nên là bây giờ việc của chị làm sao giúp cho cái người cô đó, mẹ của bé có thể vào học để hiểu hơn về cái việc đó là chăm sóc bé như thế nào để tăng đề kháng, và từ đó họ sẽ có niềm tin với sản phẩm mà họ sử dụng. Đó chị ha. Khơi gợi bằng cách đó là gì? Mình hỏi thăm bé thôi, mình đừng đá động vào cái sản phẩm. Em chỉ chị nha, thì chị thử nha, thêm coi như thế nào. Còn theo là tình huống đó thì em sẽ xử lý như thế, là em sẽ hỏi thăm bé là bé bệnh như thế nào, rồi mẹ cho đi khám chưa, thì biết là cô cho bé đi khám chưa, rồi có dùng thuốc không, có dùng kháng sinh không. Thì mình cứ đồng cảm thôi, và mình vậy hả, thôi nói chung là mấy bạn nhỏ thì ở cái độ tuổi mà 1-3 tuổi, tại vì Vân cũng làm giáo viên mầm non các anh chị, cho nên là Vân biết là ở độ tuổi 1-3 tuổi bệnh vặt rất là nhiều, và đây chính là cái giai đoạn dịch cúm coi như là nhiều khi nữa, nó dai dẳng liên tục. Thì cái việc đầu tiên đó là mình phải tư vấn cho phụ huynh đó. Hầu như em nghĩ cái này là chắc các mẹ cũng biết, đó là buồn xê đúng không ạ? Nhưng mà cái lúc này là bé đã yếu rồi, đề kháng đã yếu rồi, nên mình buồn xê nhiều vô thì cũng chưa chắc là nó sẽ hấp thụ được. Thì tốt nhất là có thể cho bé buồn xê bằng những cái xê viên hay gì đó, thì nó sẽ hấp thụ tốt hơn, bằng cách là mình uống nước chanh, nước cam. Mặc dù mình biết là nước chanh, nước cam nó vẫn sẽ tốt hơn đó, nhưng mà mình phải, có nghĩa là lúc này cơ thể nó phải cần phải có cái sản phẩm nào đó hấp thụ. Cho nên là ở Việt Nam của mình hay có một cái tình trạng đó là tắt kháng sinh vô liên tục, là như vậy thì nó bị lạm kháng sinh, mà uống kháng sinh nhiều thì nó bị tụt men.
mà tụt men thì nó vấn đề là bị tiêu chảy. Hồi xưa là Vân đi dạy mầm non cho nên là Vân biết cái chỗ cái này đó các anh chị. Mà những cái bé mà gọi là 3 tuổi á, thì mà có đi học nữa là nó lây nhau ghê lắm. Hàng bệnh mà sau một tuần mà đi nghỉ ở nhà khỏe xong bắt đầu vô mà đúng cái ổ dịch cái là bị lây tiếp. Tại vì cái đề kháng nó vẫn còn yếu. Thì cái việc của mình còn lại đó là chị phải giúp cho các phụ huynh họ hiểu được cái quy trình, cái cơ chế đó. Bằng cách là chị không nói được, chị phải mượn những cái người có chuyên môn, có những cái dược sĩ. Còn không, cuối cùng đó là quyền của mình. À ok, không sao hết chị. Chị cứ chăm sóc cho bé khỏe đi. Rồi khi mà bé khỏe thì mình cho bé uống. Hoặc là trong cái thời gian này cũng có thể cho bé uống được. Tại vì nó cũng sẽ có cái thành phần này. Có maize, có kẽm, có yến, đồ này nọ đó. Thì nó cũng sẽ tăng cái đề kháng. Nếu như mà chị thật sự chị muốn hỗ trợ cho bé thì cái sản phẩm này nó cũng hỗ trợ được. Thì lúc đó họ dùng thì thôi. Tại vì đôi khi mình cái này nè các anh chị Vân thấy đó là gì ạ? Của cho không bằng cách cho. À, của cho không bằng cách cho. Nó rất là quan trọng. Có những khách hàng là Vân không cho gì các anh chị. Nhưng không có cho. Và có những cái người mà Vân tiếp cận là Vân không tặng. Mà Vân bán. Ví dụ như Vân bán xăm đúng không? 30.000. Đối với Vân, Vân có thể tặng cho họ một vài gói vẫn được các anh chị. Có những khách hàng Vân tặng luôn cả một hộp xăm luôn. Hộp xăm 7 gói Vân tặng luôn bình thường. Nhưng có những khách hàng là mặc định là không cho các anh chị. Tại sao ạ? Của cho không bằng cách cho. Và khi cho họ như thế thì họ không có trân trọng. Họ không có trân trọng. À, ví dụ như bây giờ là cô giáo của con chị đi, họ không tin thì rõ ràng là họ đâu sử dụng đâu. Và cái hộp quà đó nó hoàn toàn là phí. Thì bây giờ chị có thể đi theo hai hướng. Một đó là gì? Đưa họ vào được trong những cái buổi mà có chuyên gia thì đưa đúng luôn cái sản phẩm Let's Go. À, cái thứ hai nữa là chị có thể đi theo phương hướng đó là chị sẽ đồng cảm với họ và cho họ những cái lời động viên, hỏi thăm. Thì chị đừng có sau này chị hỏi thăm, chị đừng có nói về sản phẩm mà chị sẽ hỏi thăm về tình trạng của bé hôm nay đỡ chưa, rồi này nọ đó. À, rồi từ từ bắt đầu là mình thấy mà vô được, có chỉ có chị mới cảm nhận được là lúc nào chị vô được sản phẩm thì vô. À, thì bắt đầu chị nhấn thêm, nếu như mà chị cảm thấy chị nhấn một lần mà họ nói là ừ thôi để chị cũng từ từ là biết rồi đó, đừng có nhấn nữa, đừng có nhấn lần thứ hai nữa ha. Mình phải nhạy được những cái chỗ đó. Thì cái này nó sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào cái việc đó là mình làm nhiều. Thật ra thì Vân cũng không có phải giỏi chỗ đó, nhưng mà mình làm nhiều thì mình biết là mình nhấn một cái mình thấy là có vô được lần dần thứ hai, đúng không? Mình nhấn lần thứ hai. Còn không là mình sẽ im luôn nha các anh chị, mình tìm cơ hội làm sao mình nhấn ha. Rồi. À, hy vọng là chị Liên sẽ có thể giải quyết được cái ca đó nha. Mình thử nha chị nha. Rồi, còn anh chị nào không ạ? À, chị Liên rồi, còn anh chị nào không? Uống kháng sinh nên uống bào tử lại vẫn ok, đúng rồi. Người chạy thận, huyết áp cao uống xăm hòa tan như thế nào ạ? Trời ơi, các anh chị ơi, các anh chị đi vào hỏi sản phẩm chứ, anh chị hỏi không có cái này. Vâng, đâu phải là chuyên môn về, vâng phải người chuyên có chuyên nghiệp về dược đâu. Các anh chị vào hỏi giùm Vân cái chỗ đó nha. Rồi ok, Vâng mời chị Đào Hương nha. Rồi. Ok, đợi Vân chút xíu. Vân. Rồi, cho lên sóng cùng Vân nha. Rồi, mở mic đi. Ok. Ôi, từ nãy hóa ra là em đang... Rồi, ok, chị nói. Chào chị Vân Tống và tất cả các anh chị nhé. Em thấy là mọi người hỏi những câu hỏi về chuyên môn sâu thì thực ra là nó sẽ không hợp, bởi vì trong Zoom này bởi vì chị đang hỗ trợ chúng ta trong quá trình chúng ta đi kinh doanh thực chiến. Thì em có một cái câu hỏi như này đối với khách của em ạ, thì thực sự là đối với như chị nói là cái sản phẩm xịt trắng xóa nám em bán sản phẩm rất là khá là tốt. Tuy nhiên rằng là vừa rồi là có một khách như này, tức là họ cũng con của chị làm spa, chị có rất là quan tâm đến sản phẩm này, nhưng mà giống như của họ đang em không biết lý do mà mình chưa khai thác ở vì gần nhà, nên là nhiều khi là còn ngại ngùng như là chưa thổ lộ hết được. Thì có cách nào ví dụ như là mình muốn bởi vì là chị chủ động chị hỏi em, nhưng mà trong khi là em nhắn tin cho chị đấy về cái điểm nổi trội của sản phẩm cũng như cách dùng, thì chị cũng chỉ like bài thôi, xong rồi chị có nhắn câu là có để lúc nào chị lấy, xong rồi chị lại thu hồi. Thì những cái trường hợp mà khách của họ lưỡng lự và họ chưa quyết định như thế, thì mình đối với bản thân chị sẽ nên là xử lý khéo léo một cách như nào trong cái tình huống như vậy ạ? Có nghĩa là họ chưa dùng chai xịt. Vâng, họ chưa dùng ạ. Vâng. Nhưng mà chị có biết được là họ có nhu cầu không?
họ có nhu cầu, bởi vì là họ đã, bản thân họ là da, họ đã đi lăn kim và laser khá là nhiều lần, họ đang muốn tìm kiếm một giải pháp. Nhưng mà ví dụ như là em đang thấy rằng là họ đang bị góc độ là họ không kiên định về cái quan điểm của mình. Có thể là họ thích sản phẩm đấy, nhưng mà bởi vì con họ làm spa nên là họ có một cái điều gì giống như là cái rào cản nào đấy mà họ chưa vượt qua được, họ còn ngại ngùng e thẹn cái điều đấy. Thì trong cái tình huống mà chị đi thị trường nhiều cũng như khách hàng chị tầm lớn ấy, thì chị có cái xử lý khéo léo nào, chị cho em thêm chị kinh nghiệm. Thứ nhất đó là mình phải theo Vân đó nha, theo Vân cái ca này á, là Vân sẽ đồng cảm với cái chị này luôn, là mình sẽ nói là chị là có con chị làm thì chắc chắn là chị sẽ, con chị cũng sẽ tư vấn cho chị, tại vì con chị cũng là chuyên môn, đúng không? Tại vì cũng đã có chuyên môn trong cái việc đó là làm spa, là chăm sóc. Nhưng mà mình phải biết được là cái spa nó như thế nào nha các anh chị. Tại vì Vân có một người bạn đó là mới đầu năm thôi, nhưng mà bây giờ là mở ra một cái spa và đào tạo lại luôn, đào tạo cho người ta mở spa luôn các anh chị. Thì Vân thấy thật sự luôn là cái những cái spa bây giờ nó cũng hơi bị gọi là nhốn nháo các anh chị. Mình cũng không biết được là cái spa nó sự như thế nào. Thì cái việc đầu tiên đó là chị nên hỏi thăm và mình đồng cảm với họ là vậy là chị chọn, con chị đã chăm sóc chị rồi đúng không? Thì mình đã chọn những cái phương án nào. Mình bỏ qua cái việc đó là mình bỏ qua cái việc là mình hỏi, mình nói về sản phẩm của mình đi chị. Có nghĩa là họ đang không có đón nhận đúng không? Họ đã nói với chị là khi nào là chị thấy ok thì chị nhận đúng không? Mình sẽ sử dụng đúng không? Có phải là họ nói với chị như vậy không? Có nghĩa là có nghĩa là họ sẽ nói là khi nào họ thấy ok thì họ sẽ đón nhận với cái mà sản phẩm chị chia sẻ. Mà bây giờ là họ đang tin, có nghĩa là chị hãy nhớ là họ sẽ tin con họ hơn là mình. Vậy thì bây giờ chị phải lấy cái điểm đó để mà chị đánh bật vào. Đó là ok, cái việc mà chị tin con chị hoàn toàn là đúng. Nhưng mà bây giờ là mình bắt đầu mình quay lại, mình trò chuyện và mình khai thác. Mình đồng cảm với họ nhưng mà mình khai thác. Thì chị phải hỏi được là họ đã làm những cái phương pháp gì rồi và cải thiện được bao nhiêu phần trăm và lộ trình của họ đi được bao nhiêu lâu rồi. Chị có làm cái khâu đó chưa? Trước khi mà nói chuyện với chị đấy là em cũng có nói chuyện con gái của chị làm spa. Tức là mình muốn muốn khai thác cái trong cái quan điểm của hai mẹ con có trùng hợp nhau không. Thì con của bạn ấy cũng nói là em cũng muốn để cho mẹ em thử sản phẩm của bên chị xem như thế nào. Thì tức là hôm đấy là em đã nói với em như thế rồi, nhưng mà khi mà em có chủ động, bởi vì là mình đã thấy rằng hai mẹ con rất là khá là ok, là đồng tình trong cái việc là ủng hộ sử dụng cái sản phẩm của bên mình. Nhưng mà khi mà mình nói là bên em đang có cái chương trình, giả sử như chương trình tháng 12 là ba chai tặng một chẳng hạn, thì chị tận dụng cái liều này mà chị có thể là dùng cái combo này ra, chị sẽ cải thiện và đến Tết là đẹp và vừa. Nhưng mà chị chỉ nhắn câu hôm đấy là chị nhắn lại đem là câu em, xong rồi em lại thấy chị thu hồi cái không, rồi là chị không nói gì luôn. chị có cái contact của con của chị đó không? Có. Đó, làm việc với người con đi, đừng làm việc với người mẹ nữa. Chị khai thác luôn, và chỗ đó chính là một kênh đại lý của chị á. Thì cái mục tiêu của em là cũng khai thác là từ cái đứa em đấy để làm sao mà sau này thì bạn ấy sẽ làm cái đối tác kinh doanh của mình. Bởi vì là bên spa là họ sẽ có những cái sản phẩm mình làm đẹp, nhưng mà tuy nhiên là spa thì mình thấy rằng là đi theo hệ thống nhiều và sản phẩm nó chỉ gói gọn trong cái hệ thống của họ thôi, nó sẽ không đa dạng như kênh dropship của mình. Nên nếu như mà họ tận dụng được cái việc là chăm sóc khách hàng từ bên trong sẽ là ok hơn rất nhiều. Nhưng mà giống như kiểu cảm giác là họ vẫn chưa giống như chị Vân Tống vừa có nói rằng là cái hệ thống spa và đào tạo nó cũng không phải là chuẩn chỉnh 100%. Không phải là ai cũng làm theo giống như vừa tâm vừa đức và vừa trách nhiệm cũng như là cái kỹ năng của họ. Thì mình muốn rằng là khi mà trong cái quá trình mà khai thác khách hàng, tại vì là đúng như là cái cảm giác là cái kiến thức của con chị đấy nó vẫn chưa được đến bản thân em là người gần mà em chưa bị thuyết phục bởi cái spa đấy luôn. Thì có lẽ là mình đang hiểu rằng là hay là em đấy chưa được tiếp cận những cái dòng sản phẩm như thế này, nên là em ấy vẫn cảm giác là vẫn chưa tin tưởng, vẫn theo những cái phương pháp mà theo kiểu dạng spa, đó là mình xâm lấn nhiều hơn là thay vì mình cũng dùng những sản phẩm nó an toàn hơn cho làn da của mình. Vậy thì bây giờ chị phải là người nghiên cứu về những cái điều đó. Vân có những cái khách hàng mà họ đi spa và họ đi những cái trung tâm thẩm mỹ mà gọi là có thương hiệu và có uy tín luôn.
và khi mà họ đi là vài chục triệu luôn á, họ mua những cái gói vài chục triệu nhưng cuối cùng họ về họ làm, họ dùng cái vân cái gói có vài triệu rồi. Thì cái điều đầu tiên đó là chị phải phân tích được và chị phải là lật được cái cơ đó, là cái cơ của cái chỗ người con gái. Chị phải đánh bật được luôn là ok, bây giờ bạn đang làm đúng không, nhưng mà cái điều bạn đang nói là chưa có chuẩn, và chị phải nói được cái chỗ đó cho cái bạn làm spa đó. Có những cái khách hàng họ đi lăng kim các anh chị, và Vân giải quyết luôn, và Vân nói luôn là ok chị đăng kim như vậy có vấn đề vậy đúng không. Và họ thường nha, những cái spa họ sẽ không tư vấn hết những cái quy trình là cái việc là khi lăng kim sao, bảo vệ như thế nào, có chế độ chăm sóc như thế nào. Hầu như là 10 khách Vân nói ra thì hết 9 khách là họ không biết cái điều đó. Và cuối cùng đó là gì, sau khi mà họ làm xong thì tái lại. Và các anh chị phải nhớ được nè, cái nám á nó sẽ không bao giờ điều trị dứt điểm được các anh chị. Có những khách hàng họ sẽ biết cái điều đó. Và chúng ta phải lật cái kèo đó luôn. Có những người cực kỳ cứng luôn rồi, Vân lật cái kèo đó luôn các anh chị. Đó là gì? Chị, em nói thật nha, Vân biết được cái người đó cứng rồi, Vân nói luôn. Chị nói thật là, em nói thật với chị luôn là nám không bao giờ điều trị hết. Chị đừng nói với em là điều trị hết. Và họ nói là đúng rồi, em nói cái này chị mới tin em nè, chứ còn nếu em nói hết là chị không mua sản phẩm của em dùng đâu. À, thì mình nói luôn là gì, nếu như mà gọi là điều trị dứt điểm, gọi là điều trị giỏi lắm là khoảng tầm 80-90% là giỏi. Tại vì chị phải hiểu được là cái chân nám của mình nó nằm dưới, và chị đã để bao nhiêu năm rồi, thì nó chỉ có tác động được trên bề mặt da và bóc tách được trên cái bề mặt da của mình thôi. Nhưng chân nó vẫn nè. Và cuối cùng khi mà chị sử dụng sản phẩm bên ngoài để mà bảo vệ cái lớp da bên ngoài, và chị uống ở bên trong, đó chính là gì, ngăn chặn cho melanin nó không phát triển nữa, thì nó không đầy lên, giống như một ly nước mà chị không đổ vô thì nó không đầy ra nữa. Thì lúc này là nám của chị nó không còn thôi, chứ thật ra cái chân nám nó vẫn còn. Và không phải là chị mới có chân nám, mà em cũng có chân nám. Nhưng mà do là cái sự mà tăng trưởng của melanin nó nhiều hay ít, nó tùy thuộc vào cái cơ thể của mỗi người và cái việc mà chị chăm sóc. Ví dụ như cái người mà họ chăm sóc thì rõ ràng là cái cùng độ tuổi, nhưng mà cái người có chăm sóc, có dùng dưỡng thì họ, da của họ sẽ trẻ hơn và đẹp hơn, căng hơn so với cái người không sử dụng, đúng không? Đó. Thì cái việc của chỗ chị Hương á, là em nghĩ là cái ca này nó cũng hơi khó một chút xíu đó. Và nếu như chị đủ kiên trì, và chị đừng dùng khuyến mãi ở với cái ca này, em nói thật luôn. Mà nếu có khuyến mãi thì chị hãy tận dụng khuyến mãi một chai thôi, chị đâu mà chị tấp người ta ba chai mua ba chai tặng chai vậy. Thiệt á, em nói luôn là chị hãy mua bán một chai thôi. Với cái người đó chị trước tiên là bây giờ chị thuyết phục làm sao để họ dùng trước đã. Nhưng mà cái lời khuyên của em nè, em là người sử dụng xịt, trải nghiệm sản phẩm xịt, thì em là một cái người, một minh chứng sống, đó là 15 ngày là đã có hiệu quả. Nhưng em nói thật luôn là để mà nói luôn là sử dụng sản phẩm xịt để mà cảm nhận có hiệu quả và sử dụng đúng để có hiệu quả thì rất thấp, tỷ lệ này rất thấp. Và nếu mà chị chăm chăm vào chị bán cái sản phẩm này, đôi khi họ sử dụng không đúng, tại vì cái lực xịt của mỗi người nó cũng khác nữa. Và họ ngậm á, thì tại xịt là phải ngậm đúng không? Và em nói luôn là tỷ lệ mà 70-80% để mà giữ được trong một phút rất thấp. Em không nói là sản phẩm xịt là không hiệu quả nha. Em là người có hiệu quả sau 15 ngày. Những cái người xung quanh á, họ là người nhìn nhận ra cái việc đó là em da em sao hôm nay da em trắng lên. Em mới biết là em trắng. Chỉ có 15 ngày thôi. Thì em nói chị là tại vì em rất là kỹ. Và em xịt xong là em đưa cái lưỡi em lên như vậy. Em thẳng em ngước lên như vậy luôn. À, nhưng mà người khách hàng, thậm chí luôn là hệ thống đại lý của mình, có nhiều anh chị sử dụng xịt không đạt hiệu quả. Và nói là sản phẩm không chất lượng. Sai. Sai nha. Tại vì họ sử dụng sản phẩm không đúng quy trình, không đúng cách, cho nên không đạt được hiệu quả. Nếu như anh chị nào mà trong Zoom của chúng ta mà có cái tình trạng đó thì mình hiểu ha, mình hiểu nha, tại sao nó lại không hiệu quả. Nhiều khi cách dùng mình không. Vậy thì bây giờ em hướng cho chị đó là chị cho cái viên uống YC, cái viên uống mới của Phú Thái đó. Cái viên đó hơi cực kỳ, tại vì hàm lượng của nó rất là cao. Và mới đây là em thấy một cái clip mà một cái người mà chuyên gia về mỹ phẩm thẩm mỹ á, họ có nói luôn là để mà muốn trắng á, thì bạn phải dùng một cái sản phẩm mà nó có hàm lượng glutathione là 1000 mg. Đối với cái đường uống là viên uống á, thì nó mới gọi là hấp thụ
và trong đó nó có bù kèm thêm là vitamin C, hàm lượng cũng là 1000mg luôn. Thì cái viên uống Relief YC nó đạt được. Thì những cái này là Vân cũng học thôi, đúng không? Vân cũng học kiến thức. Chị có thể tư vấn cho họ cái sản phẩm đó. Và cái sản phẩm đó giá thành nó mềm hơn chút xíu. Và chị phải phân tích cái bài toán cho cái bạn mà bán, cái bạn làm spa đó. Để làm gì? Bây giờ em trải nghiệm cho mẹ em, đó chính là cái feedback một cái sản phẩm của sản phẩm mà chị tin chắc rằng nếu như mẹ em đạt được hiệu quả, em sẽ bán được sản phẩm này rất nhiều ở spa của em. Bây giờ em đầu tư một cái bộ đó, nhưng mà em bán được 10 bộ, có phải là rõ ràng là em sẽ gì không? Em sẽ có cái lời như thế nào? Quay về một cái bài toán mà cho họ trải nghiệm xong rồi chốt họ làm đại lý. Cảm ơn chị Vân. Ý tưởng của chị là cũng khớp với em, nhưng mà mình không thể đi nhanh được đối với đối tượng này. Nhưng mà đi từ từ, đúng rồi. Không có vẽ cho họ bài toán và tuyển dụng họ liền nha. Mà mình phải đi từng bước đã. Không có cho họ liền, không khéo là coi như là mình rớt luôn. Tại vì họ biết được là nếu như mà họ bán thì họ có lợi nhuận là họ sẽ... Nói chung ca đó đã khó rồi, mình đưa thêm cái thế khó nữa. Thì mình tự mình đưa mình vào đường cùng, đường khó. Vâng, cảm ơn chị. Rồi, hy vọng là chị Hương sẽ giải quyết được cái ca đó. Ca đó Vân nghĩ là phải từ từ nha, chứ không có vội được đâu. Vâng, nhưng mà cần khai thác, nói chung khách hàng khó là khách hàng mà mình cần phải tiếp cận, vì là nó sẽ cho mình những cái hiệu quả rất cao phía đằng sau. Đúng rồi, nhưng mà nó cũng chỉ là feedback xịn của chị á. Vâng. Cảm ơn chị. Vâng, cảm ơn mọi người. Rồi mời chị cuối cùng là chị Ngọc Bích. Ca cuối cùng nha các anh chị nha. Relic YC các anh chị. Các anh chị lên gõ sản phẩm Phú Thái, tên Phú Thái cái là nó sẽ ra. Ha. Dạ vâng. Dạ em chào chị. Câu hỏi là một cái trường hợp này. Dạ. Cách đây tầm 3 tuần á thì chị có giới thiệu tư vấn và chốt cho cái chị khách hàng đó, ngày xưa là khách hàng cũ của chị đâu rồi. Chị cũng hay mua hàng của chị, nhưng mà phải hàng của trong đó đi nha. Chị trước đây cũng bán hàng offline online cũng cách đây cũng 10 năm rồi. Thì tư vấn cho chị một cái hộp empower, thì chị nói là chị bị sàn tiếng thì nói nhiều của chị là giống như hiệu trưởng của một cái trường mầm non tư thục á, là do nói nhiều cho nên là bị sang tiếng. Thì chị cũng có tư vấn cho chị là lấy một phần empower để ngậm là chủ yếu. Ban đầu thì chị chỉ nói mắt, nhưng mà chị cũng thuyết phục được chị là nó hiệu quả qua cái việc là ngậm. Thì bản thân chị thì cũng đã ngậm rồi. Thì chị sau khi chốt xong thì chị có hỏi, cũng hướng dẫn cách sử dụng. Chị nói là chị có bị đau dạ dày nữa. Thì chị nói là đau dạ dày thì vậy thì chị uống mỗi ngày là 3 viên. Rồi chị buổi tối thì chị ngậm thêm một viên là để trị cái khan họng, khan tiếng. Thì sau khi hướng dẫn đồ xong thì khoảng 2 đến 3 ngày sau thì chị có nhắn tin hỏi là chị có... đỡ khan tiếng hay không. Thì chị chỉ có thả tim vô cái tin nhắn của chị thôi, không có trả lời. Rồi cái cách 3-4 ngày sau chị lại hỏi nữa, là ngày hôm qua chị có hỏi nữa thì chị cũng vẫn như vậy, chị cũng không trả lời. Thì giờ chị không biết là mình nên tiếp tục giao tiếp với chị như thế nào. Chị mới có 4 ngày chị lại tiếp tục hỏi nữa hả? Không sao hết, chị cứ bình thường thôi. Đôi khi là khách họ cũng bận đó chị, tại làm mầm non cũng bận đó. Chị chứ làm sao mà mình vẫn giữ kết nối với khách hàng nữa. Việc này là chị có thể là như vậy nè, chị sẽ gửi lời chúc của cuối tuần, hay là đang có dịp Giáng sinh hay gì đó, lễ gì đó, chị gửi lời chúc và mình sẽ gửi cho họ một lời nhắn là chị ơi, chị nhớ cố gắng nha, cái sản phẩm này nó hỗ trợ về dạ dày rất là tốt. Rất là tốt, và mình cố gắng mình kiên trì ha. Em tin rằng là chị dùng, mình kiên trì mình dùng thì cái dạ dày của mình nó cải thiện, thì cái sức khỏe của mình, những cái vấn đề khác nó sẽ không phát sinh ra. Chị chỉ cần cho những cái điều đó thôi là được. Chỉ cần cho để mà mình xem coi phản ứng của họ như thế nào ha. Mình đừng có nhắn thường xuyên quá chị. Đôi khi là họ cũng sẽ không check tin nhắn, đôi khi là họ cũng không đủ thời gian để họ check. Thì trong giai đoạn gần Tết thì ai cũng bận,
ai cũng bận á, nên là mình nhắn thường xuyên đó, mình không thấy phản hồi thì mình bắt đầu là mình lại quýu lên là không biết làm sao rồi này nọ, đúng không? Nhưng mà không sao hết chị, mình cứ bình tĩnh rồi bình thường ha. Thường là với em á, một tâm thế khi mà em mà gì đó là chủ yếu là em cho, mà cái mà chị cái đầu tiên mà chị thường các anh chị á, mình phải làm tốt cái chỗ này nè, có nghĩa là mình cứ nói chăm chăm về cái công dụng của sản phẩm, nhưng mà mình sẽ không phân tích được cho họ hiểu vì sao là tại sao họ lại bị như thế, vì sao họ dùng cái này nó lại cải thiện. Có nghĩa là mình sẽ đánh vào cái đó không phải là công dụng mà là cái giá trị của cái vấn đề của họ. Ví dụ như là tại sao họ dạ dày, chị phải hỏi luôn là ủa họ bị dạ dày như vậy chị có khai thác chưa, họ có khai thác là họ bị dạ dày không, và tại sao họ bị đau họng. Thường nha, ví dụ như chị nói chị đó là chị phó hiệu trưởng đúng không, thì chị là hiệu trưởng, chị có đứng dậy không, vì sao chị lại khàn tí, vì vấn đề gì đó, chị phải hiểu được cái vấn đề đó và chị phải giải thích. Chị có nói với chị là khàn tiếng là do là dạo này chị nói hơi nhiều cho nên là bị khàn tiếng. Lúc đầu là chị mua chỉ để chị khàn tiếng thôi chứ không có nói về dạ dày, nhưng mà sau khi nhận hàng rồi thì chị nói là chị bị dạ dày nữa, thì chị cũng có nói là vậy thì nghệ nó càng tốt cho cái vấn đề dạ dày của chị, cho nên chị mới khuyên chị là nên uống thêm ngoài cái việc là ngậm, tại vì khàn tiếng thì chỉ cần ngậm thôi chứ không cần uống đó. Thì chị cũng nói là nếu như chị bị dạ dày nữa thì chị nên uống thêm, là uống mỗi ngày là 3 viên rồi ngậm buổi tối 1 viên thôi đó, thì chị hướng dẫn rất là cặn kẽ. Chị biết là các ngày này họ đã có một cái, họ giống như là họ đã tạo một cái bách ngăn rồi, họ biết chị có thể bán hàng cho họ tiếp, họ upsell cho chị họ tiếp đó. Cho nên là bây giờ là chị phải giãn ra chị phải giãn ra để cho họ không đề phòng mình nữa, họ đang đề phòng mình đó đúng không, mà chị lại nhắn liên tục như vậy là em nói luôn á, chị là người ta biết là đó, chị chuẩn bị chị upsell, chị chuẩn bị bán hàng tiếp cho họ rồi, cho nên họ sợ, họ không nghe chị đâu, cho nên họ không muốn tương tác với chị đâu, chứ họ không phải ghét mình đâu, mà họ sẽ không cho cơ hội tương tác. Vậy thì mình cứ nhẹ nhàng để mình ấn tượng với họ, là mình cho họ những cái lời nhắc nhở quan tâm, lời chúc, ví dụ như là Giáng sinh chúc nè, rồi chị phải cho họ biết được là dạ dày chính là một cái căn bệnh mà mãn tính, không bao giờ hết, đúng không? Ít khi nào mà gọi là hết được, tại vì do mình ăn uống, có thể là ăn uống không điều độ thì nó cũng sẽ bị tái lại thôi, nó cũng sẽ có vấn đề là, thì mình thấy nó là chị cố gắng sử dụng cái sản phẩm nghệ này nè, nó giải quyết vấn đề dạ dày, thì khi mình dạ dày thì mình ổn thì mình cũng sẽ khỏe hơn. Chị nhớ cố gắng sử dụng thường xuyên nha, đừng có nói gì hết. Theo em là sẽ như thế. Khi mà em nãy giờ em nghe xong là em hiểu rồi đó. Em hiểu là cái chị này đã có vách ngăn cho mình rồi đó. Và là sẽ họ sẽ suy nghĩ là họ sợ mình bán hàng tiếp cho họ. Nên là bây giờ chị cứ cho giá trị nhắc nhở để họ nhớ mình. Rồi lúc mà họ dùng hết á thì họ sẽ bắt đầu quay lại. Và lúc họ rảnh á thì hoặc là họ chỉ cứ like bài họ thôi, chỉ cứ trao những cái giá trị tiếp theo cho họ, những cái câu chuyện, những cái giá trị mà đôi khi là vô tình một ngày nào đó cái họ lại thấy được cái đúng cái họ cần, cái họ liên hệ với chị thôi, vì chị đã để ấn tượng lại với họ, họ sẽ nhớ đến chị. Chị cảm ơn em. Rồi ok ha mọi người ha. Chắc là mình sẽ kết thúc Zoom ở đây, còn 200 thành viên. Rồi, Vân sẽ chúc cho tất cả các anh chị là mình sẽ có được những cái kiến thức mà qua cái buổi Zoom ngày hôm nay á, qua những cái kinh nghiệm của Vân thì sẽ đúc kết được cho tất cả các anh chị những cái mà gọi là phù hợp nhất cho các anh chị ha, phù hợp nhất. Vân không nói là cái của Vân nó là hay nhất và chuẩn nhất, và các anh chị hãy lượm nhặt những cái nào mà nó phù hợp với các anh chị cảm thấy là các anh chị có thể triển khai được, các anh chị có thể áp dụng được trong cái việc bán hàng của các anh chị trong thời gian sắp tới, để mình làm tốt cái khâu đó là chăm sóc khách hàng, tạo ra những cái khách hàng trung thành